Click view chúc các bạn xem review vui vẻ, like, bình luận và subscribe để ủng hộ video ạ! Lão Lạc hỏi Lão Chư chỗ tĩnh thần hương ta cho ngươi hiệu quả thế nào rồi? Lão Chư nghe thấy Thế Liền mở miệng khen tĩnh thần hương đồ tốt, còn mặt dày đòi xin thêm vài nén, căn bản chỗ kia không đủ dùng. Lão Lạc nghe thấy Thế Liền bắt đầu tự luyến ra vẻ khoe khoang, ta nói cho ngươi biết tĩnh thần hương là do ta dựa vào cải trang từ Diệp Phong mà xin được đó, đỉnh không? Lão Chư liền khéo y phục của Lão Lạc này nỉ lão lạc cho ta xin một bộ đi mà nghĩ bộ quần áo rách vá mà còn bị tên này lôi kéo lão lạc nhanh miệng nói đừng có giật ta chỉ có một bộ này thôi không cướp được xong chạy đi cứ nhau vậy hai người đuổi nhau quanh rừng tại tinh hồn tông các đệ tử đánh nhau gà bay chó sủa những tiếng kêu ai oán vang vọng ta sắp kiệt sức rồi cứu mạng với sắp chết rồi đại sư huynh là đồ phản bội đại sư huynh đáng ghét diệp phong thấy thế vẫn đứng thẳng một bên như chuyện không liên quan đến ta mở mồm đâu có không phải ta cũng đang chịu khổ cùng mọi người sao vô phong thấy diệp phong gọi mình liền nhanh chân chạy đến ôm đùi nói đại sư huynh vẫn là huynh đối tốt với ta vô phong sư đệ đệ nghĩ nhiều rồi ta gọi để qua đây là có chuyện muốn hỏi đệ vẫn phải đi vào nghe thế vô phong liền như xét đánh đúng là tình huynh đệ cảm lạnh mà đại sư huynh huynh đặc biệt bảo ta ra đây chắc không phải muốn hỏi chuyện luyện đan đâu nhỉ mặt thằng đại sư huynh lúc này nở một nụ cười tươi như hoa vỗ tay đáp không sai đúng thật là có liên quan đến luyện đan chúc mừng ngươi đã đoán đúng vẫn đang còn ôm chân này nỉ đại sự huynh thì hạ lão xuất hiện nói vô phong, về sát trận rèn luyện đi. Vô Phong chưa kịp quay lại thì đã bị ông đá một cú thật mạnh bay lên như con gà rồi mất hút. Diệp Phong thấy thế mà hoài nghi nhân sinh luôn. Hạ lão giới thiệu, ta là luyện đan sư cửu phẩm, có gì không hiểu cứ hỏi ta. Diệp Phong e dè đáp vậy thì làm phiền hạ lão rồi. Chuyển cảnh đến sân của trưởng lão, hạ lão chống tay lên lô đỉnh hỏi Diệp Phong lô đỉnh này là. Diệp Phong mặt tỉnh bơ đáp a à cửu long phần thiên đỉnh luyện chế hàng vạn linh dược, đốt cháy linh khí trời đất trở thành thần đan tối cao. Mặt ông liền ngạc nhiên thốt lên luyên chế hàng nghìn linh thảo, còn đốt cháy linh khí trời đất và tất nhiên không tin điều thằng này nói là thật mà nói thẳng Diệp Phong đang khoác lác. Trong thâm tâm lão bây giờ đang cười chảy nước mắt nghĩ thầm, lô đỉnh này chỉ là thiên địa huyền hoàng cấp 4, muốn luyện hàng nghìn linh thảo chỉ ít cũng phải là thiên cấp, nếu không thiên đỉnh sẽ nổ tung mà trong cả đại lục huyền thiên không có hơn 5 cái thiên cấp. Ta cũng phải tốn không ít của cải mới có được lô đỉnh cao cấp đó. Ông đây biết thừa ngươi khoe khoang giỏi quá nhỉ. Nghĩ xong, giả vờ ho khụ khụ nói đốt cháy linh khí trời đất thì đừng mong trong đan đạo bí điển có ghi có thể nuốt chửng được linh khí thì phải là đỉnh linh mới được nhưng ta chưa từng nghe nói có đỉnh linh thiên cấp thần đan là cái gì thập văn là thần đan cho dù là nhất phẩm hơn nữa ở đại lục huyền chỉ là truyền thuyết mà thôi nghe ông nói như vậy ngược lại ta cảm thấy thứ rác rưởi này còn hơn cả lô đỉnh thiên cấp diệp phong vô cùng tự tin đập tay mạnh một cái vào lô đỉnh nghiêng mặt nói hạ lãi nhìn cho kỹ nhé Diệp Phong liền thả Hỏa Hải Phần Thiên trong lô đỉnh ra khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Đây là Hỏa Hải Phần Thiên, không thể nào, Long hồn sao xuất hiện ở đây, Đỉnh Linh, sao lại có thể xuất hiện ở hạ giới? Nhìn một màn thả Đỉnh Linh đi hạ lão liền nói quả nhiên từ khi ngươi lấy lô đỉnh ra là ta đã biết là không có chuyện gì tốt cứ vậy mà phá đi Đỉnh Linh. Sư Tôn biết ngay lại là thằng đệ tử này báo liền bay ngay tới quát ta biết ngay lại là ngươi Diệp Phong. Thấy sư Tôn tới cậu liền vui vẻ gọi và được sư Tôn tặng cho ánh mắt đầy sắc khí. Cô hỏi đây chính là đỉnh lôi vừa mới thả đỉnh linh ra sao? Đúng vậy, sư tôn có muốn thử hay không? Khi cô chạm vào lô đỉnh lại không thấy có phản ứng liền hoài ghi hỏi có phải Diệp Phong đã nhỏ máu rồi trở thành chủ nhân của lô đỉnh này hay không? Cậu mới nhận ra thứ này đã nhận mình là chủ, chậm chạp đáp ứng đúng rồi sư tôn cái thứ rác rưởi này ăn linh lực, vừa rồi linh lực trong người ta đã bị nó nuốt chửng. Sư tôn liền ngạc nhiên khi thằng đồ đệ báo của mình nhận được sự đồng ý của đỉnh linh. Cô thầm nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Diệp Phong khống chế vừa rồi, ma long đỉnh linh cửu đạo khủng kiếp kia có thể hủy diệt được hơn lần tinh hồn giáo cô liền thốt lên cho rằng diệp phong là một đại sát khí cho dù là cường giả đã đánh thiên đạo lôi kiếp cửu đạo diệp phong cũng có thể xóa bỏ đối phương đang nghĩ thì giật mình thấy hạ lão đến bên cạnh cô hỏi hạ lão trưởng có chuyện gì sao hạ trưởng lão đen mặt nói tông chủ ngài mau quản hắn đi diệp phong định dùng lô đỉnh để nướng thịt mã diễm của ma long đỉnh linh có thể đốt cháy không gian hắn lại muốn thịt nghe vậy cô cũng bất lực thở dài nhìn hắn tên tiểu tử bại ra này nhưng bên cạnh tên hay ăn nào đó chỉ mải ngắm nghía xem lô đỉnh này có thể nướng được những con gì hay không thôi sư tôn lại một lần nữa lên tiếng giải thích diệp phong ngươi có biết lô đỉnh này rất mạnh dựa vào nó ngươi có thể tung hành ở đại lục huyền thiên diệp phong làm gì nghe lọt câu nào tai đối với cậu chân lý là sắt cơm là thép một bữa không ăn sẽ chết đói ta không có hứng thú tung hoành ta chỉ muốn nướng thịt cậu còn hồn nhiên hỏi không biết có nướng được cả con sư tử không nghe tên đệ tử đệ tử chỉ nghĩ ăn cô cắn răng nhẫn nhịn nói tiếp lô đỉnh này là trí tôn vô thượng có thể luyện chế ra bất kỳ loại đan dược nào giết chết kẻ địch hạ giới chỉ cần ngươi sử dụng tốt thì tương lai là vô hạn diệp phong cũng nở nụ cười vẻ mặt như đã hiểu ta biết dùng nó giết yêu thú vì thịt thú rất ngon đối với cậu ăn nướng là tất cả những thứ khác mặc kệ cậu hỏi sư tôn ăn món gì có muốn nướng thử cái lò mới này hay không lần này sự nhẫn nhịn của sư tôn đã đến cực hạn cô rút kiếm ra muốn chém chết cái tên nghịch tử này hạ lão thấy thế nhanh tay ngăn lại khuyên tông chủ không được đâu, tông chủ có nói thế nào hắn cũng là đại đệ tử chân truyền. hạ trưởng lão ông mau thả ta ra, để xem ta chém cái tên nghịch đồ này như thế nào. diệp phong thấy thế liền mang theo nụ cười chào sư tôn. hạ trưởng lão không có gì thì ta đi trước nhé rồi chạy lẹ. khi chạy bên tai vẫn vọng theo tiếng hét đầy nội lực của sư tôn diệp phong có gan thì tối nay ngươi ăn thịt nướng xem, bằng không thì đừng có mà quay về nữa. cậu cảm thấy vô cùng ấm ức làm đồ đệ khổ thật, còn bị sư tôn mắng không biết bây giờ lý thị đã về đến tông môn chưa nhỉ? thiên hòa giới huyền viêm tông đại điện tông môn tên mập lý phi đang quỳ dập đầu xuống đất run rẩy nói sư tôn đệ tử biết rồi trên ghế tông chủ huyền viêm tông tôn thiên hữu đáp hơn nữa đây cũng không phải lần đầu nếu không phải lần này bị ta phát hiện ra ngươi còn muốn giấu ta bao lâu lý phi không dám ngẩng đầu lên rối rít nhận lỗi sư tôn đệ tử biết sai rồi trong lòng thầm cầu nguyện ngươi đừng có qua đây mà đúng là cầu được ước thấy tông chủ dùng một tay nắm trọn đầu hắn cảnh cáo từ hôm nay trở đi trước khi đột phá tới trúc cơ cảnh không được bước ra khỏi tông môn nửa bước Lý Phi bị nhấc bổng lên thì run như cầy sấy kêu, đau đau, não sắp văng ra ngoài rồi. Lão đầu chọc từ đâu đi đến cười ha ha nói, vị đạo hữu kiếm đạo nào tới thăm hỏi Huyền Viêm. Vị này chính là đại lão tổ Huyền Viêm Tông, Vương Thành Sơn. Đại lão tổ có chút ngạc nhiên hả? Lý Phi. Tông chủ tiện tay thả hắn xuống, đạo hữu kiếm đạo cái gì, không ai tới thăm hỏi tông môn chúng ta cả. Lý Phi thắc mắc, đại lão tổ sao lại tới đây? Vương Thành Sơn chỉ vào hắn mắng, ngươi thì biết cái quái gì, để cho tên tiểu tử thối này tự nói tất cả ánh mắt đều dồn vào hắn, Lý Phi biến thành con sâu béo lúc nhúc làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Tông chủ không nhịn được nữa liền ra tay, Lý Phi nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vương Thành Sơn cũng đánh hắn, không phải ngươi ghét kiếm tu lắm à, nói mau. Lý Phi ôm đầu chịu đau, Sư Tôn, Đại lão tổ, hai người nghe ta giải thích. Sau đó hắn bắt đầu kể, ta gặp được một tên bại gia mất trí ở chiến trường Thiên Đao. Hắn ta có Tử vong kiếm ý toái phiến ở trong tay, nhưng bản thân hắn lại không muốn Biết ta ghét kiếm tu, nên đã dùng hết những toái phiến lên trên người ta. Lý Phi khóc hết nước mắt, lúc ta đi vệ sinh, ta đã có tử vong kiếm ý rồi, đừng trách ta, đều là do hắn ép ta, ta thật sự không muốn đâu. Đại lão tổ mặt đen như đít nồi, ta phải tốn 60 năm mới lĩnh hội được Thiên Viêm kiếm ý, không thiếu sự nỗ lực thiên phú cơ duyên, ngươi lại chỉ mất có mấy phút. Tông chủ sắc mặt cũng không kém, "Lý Phi, vậy bây giờ ngươi nghĩ thế nào?" nói với đại lão tổ. Hắn cố gắng cười ngốc nghếch nói, "Đại lão tổ, ta nghĩ kỹ rồi, sau này ta sẽ tránh xa tất cả những sự vật có liên quan đến kiếm thời gian trôi qua chắc ta cũng quên kiếm ý đại lão tổ không biết lấy một cái roi từ đâu vung lên cái gì ngươi còn muốn quên lý phi trong lòng thầm nghĩ thôi toi rồi sau đó lý phi nhận được sự giáo dục xứng đáng đại lão tổ kéo hắn đi sành sạch lý phi bất lực ai oán sư tôn cứu ta với ta không muốn luyện kiếm với đại lão tổ tông chủ cười hiền từ ha ha đệ tử của ta cuối cùng cũng cuột khởi rồi diệp phong ở tinh hồn tông hắt xì một cái ai nhắc ta vậy thất tiên nữ của ta. Hệ thống thông báo, sản phẩm bại ra hôm nay là 10 lô đỉnh thiên cấp. Diệp Phong có chút không hài lòng, sao lại bại ra cái thứ rác rưởi này? Hắn vút cầm suy ngẫm, ta nhớ hạ lão đã nói, lô đỉnh thiên cấp của Đại Lục Huyền Thiên không quá 5 cái, vậy ta phải nghiên cứu thật kỹ rồi. Vẫn như mọi khi cửa phòng hắn dường như không ai thích mở kiểu bình thường mà phải đá tung mới chịu. Lạc Thiên Tuyết mặt mày cau có gần giọng gọi tên người trong phòng, "Diệp Phong." Diệp Phong đều xuất hiện một tá dấu hỏi chấm, "Sư tôn, thế nào rồi, cửa của con" bạn nhỏ bây giờ có rất nhiều câu hỏi lạc thiên tuyết chấn vấn cái lô đỉnh đó con tùy tiện vứt trong sân ư diệp phong thẩm nghĩ mình còn cho rằng xảy ra chuyện gì to lớn hắn nói sư tôn chỉ là một cái lô đỉnh bị hỏng lẽ nào con còn phải nâng nó lên ư lạc thiên tuyết sù lông cung phụng lô đỉnh cấp biệt này bị điên hả diệp phong đứng dậy xoa dịu tâm trạng người phụ nữ được rồi được rồi sư tôn trước tiên không quan tâm cái lô đỉnh hỏng ngoài đó nữa nếu như con nói là con có 10 lô đỉnh thiên cấp ngài nói nên tán ra bại sản thế nào lạc thiên tuyết vẫn chưa hết tức giận nếu như làm gì có nếu như thật coi như ta lần đầu quen con ấy lạc thiên tuyết bụng miệng bực bội chỉ cần đồ mà ngươi hỏi có lần nào là ngươi không mang ra làm tán ra bại sản không trong lòng thầm mắng ngươi đang chơi với quỷ à lạc thiên tuyết hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi diệp phong có chút hoang mang hỏi sư tôn người định đi làm gì vậy hắn đi theo sau lạc thiên tuyết không ngừng lại nhải sư tôn nói với đệ tử đệ tử ngu đần mong sư tôn chỉ điểm lạc thiên tuyết mặc kệ hắn lòng phiền muốn chết lão nương chịu đủ rồi sau này mắt không thấy tâm không phiền diệp phong gọi lớn sư tôn một thời gian sau bên ngoài tinh hồn tông ông lão nào đó vừa lau đỉnh vừa ngân nga hát nhìn thấy lạc thiên tuyết hắc khí đầy người thì tò mò hỏi tông chủ ra ngoài mua linh dược ư lạc thiên tuyết lạnh lùng nói đúng ông lão không biết sự tình lại thắc mắc nhưng mà hôm trước vừa mua một lô linh thảo chỉ có ta và vô phong có chỗ linh thảo đó chắc không thiếu lạc thiên tuyết sắp mất hết kiên nhẫn vậy thì ra ngoài mua chút linh khoáng ông lão vẫn không tha cho tiếp tục nói linh thạch ta không hiểu ngài nên đi tìm sở trưởng lão lạc thiên tuyết cắn răng cố gắng bình tĩnh đáp lại vậy thì ra ngoài mua chút đan dược thường ngày dùng ông lão thấy là lạ vô thức nói ra tông chủ không phải diệp phong lại trêu chọc ngài rồi chứ bị chọc trúng chỗ đau thì lạc thiên tuyết tức phát run ông lão cười như được mùa sau đó chạy đi ha ha suýt chút thì quên trời sáng rồi cũng là lúc tên tiểu tử diệp phong đi tán ra bại sản rồi diệp phong ta tới đây Lạc Thiên Tuyết nhịn, nhất định phải nhịn xuống, tạo nghiệt mà. Lại qua một khoảng thời gian, Diệp Phong đang cày cuốc rất chăm chỉ. Ông lão vội vàng chạy đến hô lên, dừng tay, "Diệp Phong, loại công việc thể lực này không phải do người trẻ tuổi cậu làm, để lão phu." Hắn dừng tay lại nhìn ông lão mà chưa hiểu gì. Diệp Phong không biết phải làm sao, đây việc này cũng quá tốn sức rồi. "Hạ lão, ông tại sao không dùng linh lực?" Hạ lão hăng hái làm việc cũng không quên trả lời, "Dùng linh lực còn gọi là hoạt động thể lực ư, cậu cũng nên rèn luyện cơ thể." đúng rồi cậu đào cái hố này làm gì diệp phong ngồi bên trên cười gian xảo nói hạ lão hay là ông ra ngoài đây đã hạ lão không biết hắn định làm gì nhưng vẫn nghe theo được tiến độ đào rất nhanh chưa qua bao lâu đã tạo được một cái hố khổng lồ diệp phong lấy ra thứ bại ra hôm nay hạ lão có chút không tin vào mắt mình hỏi đây là thiên cấp lô đỉnh đúng không diệp phong cậu định dùng lô đỉnh này làm gì hắn gãi mặt cười ngờ ngệt bảo cái hố này thực ra là hố xí lô đỉnh tự nhiên xe là nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà cười ha ha nhìn thấy cách diệp phong đối xử với cực phẩm hạ lão cần thuốc trợ tim gấp hạ lão hóa một thanh niên cơ bắp cuồn cuộn rơi nắm đấm lên diệp phong lão phu hôm nay liều mạng với cậu diệp phong nhiều lần né được sự phẫn nộ của hạ lão là thiên tuyết chạy đến kéo lấy áo ông già hạ trưởng lão thủ hạ lưu tình nói thế nào thì hắn cũng là đại đệ tử chân truyền của ta diệp phong nhớ cảnh hạ lão cũng từng ngăn cản sư tôn mình thì thở dài tại sao cốt chuyện lại đảo ngược rồi hắn ngoe nguẩy đi hớn hở rời đi còn không quên để lại một câu hạ lão ngài đợi một chút ta lập tức để vô phong sư đệ đến làm lạc thiên tuyết cũng đoán trước được diễn biến này quả nhiên diệp phong hắn ngay cả sư đệ cũng không tha đây là muốn đuổi đi hai vị luyện đan sư duy nhất của tông môn hạ lão liếc sang lạc thiên tuyết nói xéo tông chủ cô xem hắn đều bị cô chiều thành cái dạng gì rồi lạc thiên tuyết mặc kệ chỉ ồ lên một tiếng nhắc lại hạ trưởng lão tôi hôm qua muốn giáo huấn hắn là ai ngăn cản tôi hạ trưởng lão chống tay hỏi vì vậy cô ngồi đây đủ tôi Lạc Thiên Tuyết mỉm cười nói, "Thiên đạo luân hồi. Hạ trưởng lão, ông đợi Lãnh Vô Phong đi, ta cũng đi đây." Hạ lão sắp bị chọc phát điên, tức chết ta rồi, chẳng trách cô với Diệp Phong có thể thành sư đồ. Lãnh Vô Phong tung tăng đến báo cáo. Hạ lão cười nhe răng thầm nghĩ, Lãnh Vô Phong tên ngốc này cũng tới rồi, xem ra hắn nhất định sẽ khóc. Lãnh Vô Phong chưa biết chuyện gì vẫn còn đang rất vui vẻ, "Hạ lão, ông cũng qua đây giúp Diệp sư huynh dựng nhà lá ư?" Hạ lão trực tiếp thừa nhận đúng đúng, "Ta đã đào xong hố rồi." ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lãnh vô phong là quan yêu đời, hạ lão, ông có phải muốn nói thiên cấp lô đỉnh? Hạ lão ngạc nhiên hỏi, ngươi đã biết rồi sao? Đợi đã, ngươi nghe xong không khó chịu ư? Lãnh vô phong khiêm tốn khoe, biết chứ, cái lò rách này sư huynh vừa tặng cho tôi một cái, để tôi trực tiếp vứt ra ngoài sân đựng nước. Hạ lão đen mặt, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con biết đảo hố. Đi theo diệp phong, hắn cũng bị học hư rồi. Lãnh vô phong còn biết bắt bẻ, hạ lão, dùng từ sai rồi, đó gọi là gần mực thì đen gần đèn thì dạng hạ lão nổi đóa bảo hắn cút đừng xuất hiện trước mặt ta tuy rằng miệng nói là lãng vô phong cút nhưng người đi lại là bản thân hạ lão ông già chán nản bước đi miệng lẩm bẩm tông môn có hai vị luyện đan sư sư đệ có thể có trưởng lão ta không có sớm biết hôm nay thì đã quay về phòng đấu giá rồi đầu chọc vội vàng chạy vào sân nhỏ của hạ lão chất vấn hạ trưởng lão đây là thiên cấp lô đỉnh ngài vậy mà tùy tiện vứt ở trong sân lòng lão lập tức nở hoa ba chân bốn cẳng chạy đi thiên cấp lô đỉnh của ta. Trên đó còn có một tấm thiệp chỉ đây là quà tặng cho lão. Ông già vui phát khóc vẫn không thể tin được, đây vậy mà là cho ta. Hạ lão vừa ôm vừa hôn chiếc lô đỉnh bỏ qua mọi hình tượng của một luyện đan sư. Đầu chọc thấy lão có chút quá đà liền tiến lên ngăn cản, hạ trưởng lão đừng hôn nữa, cái lô đỉnh này ngập nước bọt của ông rồi. Biết mình thất thố hạ lão lấy lại dáng vẻ thường ngày giả vờ ho hai tiếng, ta không hôn, tuyệt đối không có hôn. Đầu chọc tiên sinh nhìn chằm chằm vào cực phẩm ngỏ lời, hạ trưởng lão, thiên cấp lô đỉnh này có thể cho ta mượn nghiên cứu không ta luôn muốn tận tay chế tạo một cái thiên cấp lô đỉnh nhưng lô đỉnh trước đây gặp toàn là vương cấp vì vậy hạ lão chính là vui mừng quá độ so với ngày thường còn khoa trương hơn không phải người một nhà không vào cùng tông môn sở trưởng lão cái này ông cứ việc cầm đi nghiên cứu nếu không ta cũng tính để ở trong sân làm bình đựng nước sở lão lập tức khuân thiên cấp lô đỉnh đi vẫn không quên nói một câu cảm ơn hạ lão giống như trẻ lại 10 tuổi đứng đằng sau cổ vũ gọi tiêu tiếu nhà ngươi cùng nghiên cứu Sở lão cười đáp lại, "Ta biết rồi." Từng cái lô đỉnh còn lại được lôi ra, tiếng động không hề nhỏ. Sở lão thấy cảnh này thì kinh hãi tột cùng, đây là. Nhìn thấy một hàng lô đỉnh được xếp ngay ngắn, Sở lão bỏ thứ đồ trong tay mình xuống cảm thán, còn nghiên cứu cái rắm gì nữa. Sở lão đầu óc rối rắm, bảy cái thiên cấp lô đỉnh, sao tự dưng giống như cải trắng trên phố vậy. Diệp Phong từ trong một cái lô đỉnh nhô lên gọi, "Sở trưởng lão." Hắn đột nhiên xuất hiện làm ông già giật hết cả mình kêu lên, "Diệp Phong, cậu ở đây làm gì vậy?" hắn ngồi giữa đám cực phẩm là một người giàu chính hiệu lên tiếng sở trưởng lão ông thân là luyện khí sư ông nói xem nên sử dụng những thiên cấp lô đỉnh này như thế nào mới xem như bại gia sở lão cũng đến cạn lời bại gia sao chỉ vì như vậy mà phát sầu ta không hiểu được cái này ta chỉ là một luyện khí sư chỉ biết chế tạo vũ khí và giáp mà thôi đầu diệp phong đột nhiên nảy ra một sáng kiến vũ khí áo giáp không hổ là sở trưởng lão hắn nhảy ra khỏi lô đỉnh nói cảm ơn sở trưởng lão cho ông ấy chọn một cái tùy ý ông già có chút không hiểu chọn cái gì ta là luyện khí sư muốn một cái lò luyện kim lẽ nào muốn cầm lô đỉnh đi chiến nấu diệp phong nhìn lão như nhìn thần tượng mà hô hào không hổ là ngài lại nói đúng rồi sở lão vội xua tay diệp phong lời của ta vừa rồi không phải là ý này hắn gõ gõ vào lò luyện đan hai cái nói ra suy nghĩ của mình sở trưởng lão ông xem thiên cấp lô đỉnh này vừa nặng vừa cứng công thủ có đủ đây không phải vũ khí công thủ toàn diện ư diệp phong chính là muốn dùng cái lô đỉnh này ném chết người ta còn nghĩ ra công dụng như một lá chắn phòng thủ siêu cấp hoàn hảo. Sở lão nhìn chằm chằm Diệp Phong nghiêm túc nói, không có ai đối đãi với thiên cấp lô đỉnh kiểu vậy, đây là bảo vật. Diệp Phong không bỏ cuộc vẫn kiên định làm một tên phá gia chi tử, Sở trưởng lão, nếu như ông tận tâm tận lực, bao lâu có thể phá vỡ bảo vật này? Sở lão lưỡng lự trả lời, bao lâu cũng phá không vỡ, thậm chí ta trước mắt làm không được. Hắn thu lô đỉnh trở về có chút không vui, vậy được rồi, một lô đỉnh kiên cố như này không thể làm vũ khí thật quá đáng tiếc. Diệp Phong quay người rời đi nói, sở trưởng lão cái lô đỉnh kia cho ngài tôi đến chỗ bạch lão ông già chỉ vào lò luyện đan còn sót lại trong sân ngờ vực hỏi lô đỉnh này cứ thế cho ta sao đột nhiên như vậy hắn không trả lời cứ thế tiêu sái sang nơi khác phá đám chỉ còn mình sở lão và hai cái lô đỉnh lão tự dưng thấy có chút khôi hài làm áo giáp cá nhân thật không hổ là bại gia tử mới có thể nghĩ ra được tính đem trả hạ trưởng lão một cái đại điện tông môn lạc thiên tuyết đen mặt hỏi diệp phong đây không phải cái mà con muốn chôn chứ diệp phong giải thích sư tôn đây là thiên cấp lô đỉnh cứng không thể phá hủy mọi người ai ai cũng đều không thể làm tổn thương mọi người ngay cả cầu tử cũng có một cái lạc thiên tuyết thắc mắc con lấy đâu ra nhiều thế còn cho chúng ta làm lá chắn rồi yêu không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ trước sự chịu chi của diệp phong nó nhấc bổng lô đỉnh một cách nhẹ bẫng xoay xoay vài vòng chủ nhân thứ này thật vừa tay dựa vào man lực của tôi tuyệt đối một vặc một người la lão cũng đến chịu thua hội này không hổ là yêu tộc lực lượng cường hãn thứ đồ này quả thật là vũ khí cho cô ấy luyện tập bạch lão đồng cảm lên tiếng lực sát thương của thiên cấp lô đỉnh này chắc không thấp ha diệp phong vẫn vô tri như mọi ngày chạy đến hỏi sư tôn người xem xem có phải rất phù hợp lạc thiên tuyết chỉ thở dài một cái bảo trước tiên không hỏi cái này thắc mắc hắn tặng cầu tử làm gì diệp phong thản nhiên nói sư tôn người xem cầu tử rất thích chuồng chó này mà lại nói cầu tử sau này mạnh mẽ rồi còn có thể dùng cái này thay chúng ta tác chiến lạc thiên tuyết tưởng tượng ra cảnh cầu tử sáu múi có thể chiến đấu bảo vệ bọn họ ngay cả bạch lão vậy mà lại cảm thấy lời của hắn dường như cũng có lý diệp phong đứng một bên nghĩ vớ vẩn được rồi dư một cái mình tự dùng đến lúc đó để hạ trưởng lão với lãnh sư đệ dùng lô đỉnh làm phòng ngự chắc sẽ không trừ điểm bại gia của mình đột nhiên vọng đến tiếng người nào đó liên tục bảo giết lạc thiên tuyết theo âm thanh nhìn ra thắc mắc chuyện gì vậy trên núi xuất hiện rất nhiều bóng người cùng một giọng nói người của tinh hồn tông nghe cho rõ mau giao kẻ giết chết con trai ta nếu không hôm nay kinh nghiệp sơn trang ta sẽ tiêu diệt toàn môn người lên tiếng chính là trương thụ phong trang chủ của kính nguyệt sơn trang trong sân lúc này các lão sư cùng diệp phong đứng bàn chuyện thì bỗng nhiên sở hồng sơn xuất hiện với dáng người cao to cơ bắp cuồn cuộn quát kính nguyệt sơn trang với sắc khí đằng tay còn bê cả lô đỉnh lên trên đầu thể hiện độ cay cú của mình hạ lão cũng vô cùng tức giận nhăn mày nói diệp toàn môn tinh hồn tông khẩu khí thật là lớn sư tôn gương mặt nghiêm trọng với ánh mắt lạnh lùng cất giọng uy nghi nói dám tới tông môn náo loạn mọi người cùng theo ta ra ngoài nghênh địch Nghe thấy thế, mọi người xung quanh đều hừng hực khí thế quyết tâm đi tiêu diệt cái đám người dám khinh thường tông môn mình. Thấy sư Tôn cứ thế bay đi tay không diệp phong chỉ tay vào chiếc lô đỉnh lấp lánh ở đằng kia nhắc nhở sư Tôn định người không mang theo đỉnh. Sư Tôn nghe thế tức giận hét lên đừng nhắc với ta cái đỉnh nát đó. Chất giọng nội lực kèm theo nước bọt vang ra khiến cậu sợ hãi lấy tay che mặt. Ở ngoài cửa lúc này đám người Trương thụ phong đang đứng vây quanh, một tên đệ tử nói trang chủ tại sao không trực tiếp giết vào trong. Đám đàn em đằng sau cũng nhao lên đúng vậy trang chủ chúng ta trực tiếp giết sạch người tông môn này là được. Trương Thụ Phong gương mặt hận ý cắn răng nói một người ta cũng không tha tao muốn lừa bọn chúng giao ra kẻ giết con trai ta, sau đó khiến bọn chúng chết trong sợ hãi. Một tên đàn em gương mặt khó hiểu nói trang chủ người xem. Đám người tinh hồn tông xuất hiện mỗi người còn mang theo một lô đỉnh bên người, khiến cho đám Trương Thụ Phong trận cười lớn, ha 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 người của tông này bị điên rồi ư mỗi người kéo theo một cái đỉnh ta nghĩ bọn hắn không lên gọi là tinh hồn tông nên sửa thành đại đỉnh tông. Tên kia thấy thế cũng cười lớn hùa theo nói không được cười chết ta rồi cười đến mức không còn sức đánh nhau sư tôn lúc này cảm thấy xấu hổ đến run người chỉ muốn độn thổ ngay lúc này nghĩ đáng lẽ mình không nên đồng ý cầm đỉnh xuất chiến quá xấu hổ rồi tất cả là tại tên báo diệp phong kia trương thụ phong đứng im từ nãy bây giờ lên tiếng đủ rồi tất cả câm miệng cho ta đám đệ tử nghe trang chủ nói thế liền im lặng trương thụ phong thấy sở hồng sơn cao to lưng lưỡng kia cũng rén nói người này rất mạnh phía dưới sở hồng sơn đứng cạnh lô đỉnh tỏa sáng chói mắt cả người tỏa ra sắc khí mạnh mẽ các cơ bắp trên người cuồn cuộn nổi lên ông gần giọng quát trương thụ phong hôm nay bất kể người đến vì cái gì nhưng kẻ nào dám khiêu khích tinh hồn tông ta chỉ có chết hôm nay cho dù thạch thần phong đến cũng không cứu được ngươi trương thụ phong lúc này mới sợ hãi nói ngươi là sở hồng sơn lúc này ánh mắt tóe lửa đáp lão phu sở hồng sơn coi như thạch thần phong cũng còn nợ ta ba ân huệ hôm nay ai đến cũng không được do ta nói là được đám người nghe thấy là sở hồng sơn lúc này thì sợ bay màu nắp bắp nói sở hồng sơn vậy mà là sở hồng sơn hắn sao lại ở chỗ này nghe nói hắn sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào mà lão trương nghe vậy liền cầu xin sở lão ông nghe ta giải thích mau nói cái đó con trai ta bị người giết chết ta thử dùng tử mẫu trùng đuổi đến đây sở hồng sơn không tin cười to mặt u ám nói trương thụ phong ngươi lừa ai cho dù là viện cớ cũng phải cho ta cái cớ hợp lý chứ sở lão lên tiếng thật cho rằng lão phu không biết con trai phế vật của ngươi bên cạnh có hộ đạo giả mà tông ta chỉ có hai đệ tử một người là dung linh cảnh cửu trọng đỉnh phong một người là trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh phong bọn chúng có thực lực như vậy ư trương thụ phong cũng không biết làm sao để giải thích đạo lý ta đều hiểu nhưng mà sở lão trực tiếp ngắt lời đừng cho rằng ta không biết kính nguyệt sơn trang các ngươi là bộ mặt gì lão liếc nhìn những người trong tông môn hỏi các ngươi có ai giết một thiếu niên không tất cả đều lắc đầu ngây nguẩy trả lời đồng thanh không có trương thụ phong tức đến phát điên mãi mới nói thành một câu hoàn chỉnh các ngươi nói dối không cần dây dưa gì nhiều lạc thiên tuyết dứt khoát xông lên ra tay đám người kính nguyệt sơn trang vội vàng rút quân đều là độ kiếp cảnh nhanh chạy chính là chưa đi được vài bước đã bị thiên cấp lô đỉnh trọi cho to đầu la lão nhắc nó như nâng tạ cười một cách sảng khoái ha ha cái đỉnh này đập cảm giác thật sướng hạ lão và bạch lão còn đáng sợ hơn hai người kết hợp lại thành vòng xoáy vô cực hất văng người của kính nguyệt sơn trang đi người trẻ tuổi đừng cho rằng ngươi là thể tu thì không coi ai ra gì giống như này ta có thể một hơi giết mấy người lạc thiên tuyết có chút nghi ngờ nhân sinh đỉnh luyện đan dùng để đánh người ác như vậy ư sau này nếu như mình cũng cướp một cái cái này thì thật sự không thể tưởng tượng nổi lạc thiên tuyết sẽ cầm lô đỉnh đi chọi mọi thứ hôm nay lão nương sẽ dạy các người làm người nghĩ thì hay đấy nhưng vẫn là thôi đi nếu không sẽ bị người ta treo cái biệt danh tinh tinh mẹ bạo lực diệp phong ngốc nghếch hỏi sư tôn những người này thật sự đến đây tìm kẻ giết con trai ư lạc thiên tuyết đam chiêu nhìn bọn họ đánh nhau rồi trả lời chỉ là một cái cớ nực cười mà thôi trên trời tiếng la hét cứu mạng và xin tha thảm thiết diệp phong chỉ đứng ngay ra đó không làm gì việc này không liên quan tới ta vì hình ảnh quá tàn bạo nên chúng tôi đã tiến hành xử lý mặt hắn xịt keo cứng ngắc đây là đang say thịt sao hệ thống tinh lên một tiếng ký chủ vui lòng chủ động kiểm tra xem việc ra tay của đội hộ vệ sơn động có liên quan tới ngài không diệp phong có ngốc đến mấy cũng hiểu ý trong câu nói của hệ thống sơn động đội hộ vệ kiểm tra con cha em gái ngươi đã nói rõ ràng đến vậy rồi đó không phải là do người của ta làm ư chính tay sở lão đã tiễn trưng thụ phong về nơi an nghỉ cuối cùng lạc thiên tuyết có chút mất kiên nhẫn kết thúc rồi diệp phong đừng nhìn nữa hắn lúc này mới ngập ngừng nói ra chân tướng sư tôn con trai của bọn họ hình như là do con giết Lạc Thiên Tuyết nghe xong thì kinh ngạc không thôi, biểu cảm không thể tin được chuyện này, liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi. Con thật sự giết con trai nhà người ta, bọn họ không phải vô cớ đến giết người, thật sự là tới báo thù. Con giết như thế nào? Diệp Phong gượng gạo giải thích. Ngủ một giấc, bọn họ đều bị người của con giết. Sở Lão vác thiên cấp lô đỉnh cầm theo nửa thân trên của Trương Thụ Phong báo cáo. Tông chủ, toàn bộ đều giải quyết xong. Bạch Lão phản nàn theo. Kính Nguyệt sơn trang này không phải thứ gì tốt, chúng ta cũng coi như là thay trời hành đạo hạ lão cũng hừng hực khí thế phòng trừ xảy ra ngoài ý muốn hai ngày nữa đi kính nguyệt sơn trang giết sạch người ở đó thấy lạc thiên tuyết không nói gì diệp phong ghé sát hỏi sư tôn người sao thế cô lạnh lùng đáp lại không có gì chỉ là muốn chết bóng lưng bất lực bỏ lại hết thảy rời đi giết con trai giết tông môn người ta trưởng lão còn muốn đi diệt cỏ tận gốc xong rồi danh tiếng tông môn không còn nữa hệ thống xuất hiện dự báo một tương lai gần sau trận chiến này tinh hồn tông một trận thành danh người tu tiên biết chi tiết câu chuyện đều kinh ngạc trước sự tàn ác của tinh hồn tông tinh hồn tông tông chủ lạc thiên tuyết còn được mệnh danh là nữ ma đầu số một huyền thiên đại lục diệp phong cạn lời chất vấn hệ thống sao ngươi có thể biến tông của ta thành kẻ phản diện hệ thống không ngừng nhắc đi nhắc lại khiến hắn đau đầu muốn chết hệ thống ngươi có phải nghe kể chuyện nhiều quá không cầm miệng sau khi đánh đuổi đám người của kính trang nguyệt sơn xong trưởng lão còn muốn giết tận gốc tông môn nhà người ta lạc thiên tuyết lúc này thật mất mặt nhắm mắt thở dài than trước sư tôn này thật không quá cảm giác thành tựu gì làm tông chủ cũng cảm thấy tủi thân Diệp Phong lúc này quay đầu lại hỏi sư tôn các cuộc thi bí cảnh tông môn lúc nào bắt đầu người báo danh cho chúng ta chưa. Nghe thế cô liền hồi tỉnh à một tiếng mắt ra đáp 7 ngày sau con và sư huynh đệ mang theo tài nguyên tu luyện trước một ngày qua đó là được. Đúng rồi ta chọn một vị trí trưởng não dẫn đội ta sẽ không cần qua đó. Nhìn theo bóng hình rời đi của sư tôn mà Diệp Phong lại thầm nghĩ sư tôn tại sao lại phiền phức vậy, rốt cuộc là có việc gì gấp. Cậu liền gọi hệ thống ra hỏi hệ thống sử dụng chức năng do thám điều tra xem sư tôn đang bận cái gì. Tinh Tinh nhắc nhở ký chủ lượng tin tức có chút lớn phải dùng hết ba cơ hội của ngày hôm nay có dùng không? Nghe thấy là dùng ba cơ hội thì thế cậu có vẻ do dự nhưng vẫn đáp ba lần dùng đi. Hệ thống báo sư tôn của ký chủ vốn là thánh nữ của vô cực thánh địa lúc ra ngoài lịch luyện bị Thái hư kiếm tông, bồng lai tiên đảo và thiên vũ tông ba phái vây giết. Lần đó đã làm cho cô suýt chết nhưng may mắn dựa vào một bí bảo của tông môn bảo vệ được thần hồn lên từ đó chuyện thế biến thành một đứa bé sơ sinh và từ đấy và từ ấy sự tôn của ký chủ mỗi ngày tu luyện chính là vì có thể nhanh chóng phi thăng thượng giới để đi báo thủ đang lắng nghe chăm chú thì hệ thống lại chốt một câu sư tôn của ký chủ có đạo lữ đó điều này làm cho cậu sốc hai tay ôm mặt hết hồn hoang mang hỏi cái gì không không thấy ký chủ của mình có vẻ sợ hãi như thế hệ thống liền cười ha hả lừa ký chủ đó sư tôn của ngài bất kể là thượng giới hai trùng sinh thế giới này đều không có đạo lữ bị lừa diệp phong liền chửi thầm cậu hệ thống cho má vậy mà dám lừa mình cậu bực tức nói vốn dĩ ta chỉ muốn biết sư tôn đang bận cái gì ngươi nói tu luyện là được còn nói lượng lớn tin tức khiến cho ta không tiêu hóa kịp tuy nhiên thân thế sư tôn quá thăng trầm rồi thái hư kiếm tông bông lai tiên đảo thiên vũ tông ta nhớ rồi mặt cậu nghiêm lại cắn răng kiên định nói sớm muộn gì có một ngày ta dẫn dắt tinh hồn tông vượt lôi kiếp lên thượng giới quyết tâm thăng thiên sẽ giết sạch những kẻ ức hiếp vợ của ta hệ thống thông báo chúc mừng ký chủ xác nhận đạo lữ dựa vào phương pháp của quý chủ sẽ được tặng 100 triệu viên tẩy tùy đan tẩy tùy đan là loại không phẩm cấp có thể thanh tạp chất trong cơ thể có thể có được linh thể thông tạp chất bất cứ thanh huyền đan phẩm chất nào đều kém hơn so với tẩy tùy đan Nhược điểm dùng một viên tẩy tủy đan thì không có hiệu quả, phải dùng lượng lớn tẩy tủy đan mới sinh ra hiệu quả, mùi vị hơi kém. Diệp Phong nước mắt tỏ vẻ khinh thường hệ thống phần thưởng này của ngươi đến quá muộn rồi, ta sớm đã nhận định đạo lực ngươi bây giờ mới đưa. Lần sau có đạo lữ ta sẽ sớm chút. Nghe thế Diệp Tức giận bật cười lấy chân đạp cho hệ thống một cái nói ha, còn có lần sau ta chỉ có một mình sư tôn là đạo lữ. Cầm viên tẩy tủy đan trên tay ngắm nghiến nghe nói cầu tử chính là linh thể không tạp chất, linh thể không tạp chất hấp thụ thiên địa linh khí thì phải chăng bây giờ cầu tử không phải là linh thể không tạp chất thực sự? biết được đại sư huynh giảm cảm giác tồn tại của mình còn thấp hơn cầu tử lãnh vô phong khóc thảm đang nghĩ lấy tẩy tủy đan để giúp sư tôn báo thủ thì bất gặp tiểu huyết vừa mới đánh nhau xong đang vui vẻ chỉnh lại y phục đánh nhau thật sướng đánh nhau xong cũng phải gọn gàng sạch sẽ mắt diệp phong sáng như cái đèn pha nhìn vào y phục của tiểu huyết trong đầu đang nảy ra suy nghĩ không mấy tốt đẹp nghĩ là làm cậu liền đưa tay xé dẹt phát xét y phục của tiểu huyết tội nghiệp tiểu huyết khi có sư huynh là một báo thủ cô hét lên quần áo của ta Diệp Phong gương mặt hồn nhiên cầm miếng vải bọc lại đan dược. Tiểu Huyết xấu hổ đỏ mặt đứng bên cạnh chỉ tay về phía các trưởng lão hét: "Quần áo của đám người kia xấu như vậy, sao ngươi không đi xé của bọn họ?" Tên này vẫn dừng dưng đáp quần áo của trưởng lão vừa xấu vừa hôi. Tiểu Huyết nghĩ vừa rồi chiến đấu kịch liệt như vậy một giọt máu cũng không mất, mà giờ bị đại sư huynh tiện tay xé mất. Cô khóc thầm bộ bạch y thủy thiên này có giá 200 vạn linh thạch phượng phẩm đó hu hu. Diệp Phong đi đến chỗ các vị trưởng lão cười gian khoe. Bốn vị trưởng lão ta có đồ tốt cho mọi người, Bốn người nghe thấy đồ tốt liền quay ra, Hạ lão nhanh miệng nói nhanh như vậy đã có thưởng rồi ư? Diệp Phong mở túi đồ ra bên trong nhìn một đống xanh xanh bốc mùi hôi thối nồng nàn. Sở Hồng Sơn hoài nghi không phải lại đến chứ, bên cạnh hai trưởng lão gửi đến xanh mặt, buồn nôn. Trên bàn lúc này bốn vị trưởng lão đang ngồi tò mò nghiên cứu xem đồ tốt mà Diệp Phong mang đến là thứ gì nhưng chắc chắn thứ này không không ngon đâu. Đứng bên cạnh Diệp Phong chắp tay mặt tươi giói mời bốn vị trưởng lão vui lòng từ từ thưởng thức. Bạch Thiên Hồng mở miệng hạ lão đầu ngươi ăn xong chưa? hạ lão đầu nhìn thứ đang phát sáng kia đáp ăn không hết không phải con mình đám người la khải và tiêu hoàng cầu sao đúng là tình thầy trò cảm lạnh mà diệp phong hỏi hệ thống vật phẩm bại ra hôm nay không phải bại xong rồi sao khen thưởng đâu ký chủ trong tay ngươi vẫn còn một cái lô đỉnh vô dụng suýt thì quên mất không phải chỉ là một cái lô đỉnh thôi sao cậu liền vác luôn một cái lô đỉnh lên trên vai chạy đi bốn vị trưởng lão liền quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu hỏi diệp phong hắn đang làm cái gì vậy hạ lão trả lời không biết chỗ đan dược này phải dựa vào bạch trưởng lão các ngươi rồi diệp phong vừa mới vác lô đỉnh trên vai giờ đây đã tức giận mà đập mạnh nó xuống đất vỡ nát quát lên đều tại cái đỉnh rách này mau đem phần thưởng bại ra của lão tử ra đây tóc tím thấy thế thốt lên tiểu tử này mẹ nó cũng không phải là người tốt hắn đây là tức giận sao đây tuyệt đối là tần phong nhìn thấy chúng ta không ăn nên tức giận cái đỉnh này của hắn là ám chỉ thứ gì sao trong trí nhớ sở hồng sơn nghĩ diệp phong có sức mạnh hơn mình mà sợ toát mồ hôi đầu tức giận diệp phong tức giận ông liền hô lên tuyệt đối không thể chọc diệp phong tức giận bốn người như thông não liền nhanh tay bốc ăn nhồm nhòm diệp phong bên này hệ thống báo chúc mừng ký chủ ký sinh bạch vật phẩm bại gia hôm nay ban thưởng một nghìn điểm bại gia tử minh huyền y một cậu liền che miệng cười thỏa mãn tự minh huyền y vừa nghe đã biết là thứ tốt nói không chừng còn có thể tặng cho sư tôn để tăng thêm tình cảm bốn người bên kia thấy cậu cười lại càng ra sức ăn tự minh huyền y chế tạo từ tử minh huyền tinh y phục dành cho nữ sĩ đông ấm hè mát mẻ mềm mại thoải mái còn có sức phòng ngự siêu cường kiên cố không thể phá vỡ. Diệp Phong thấy thế liền bắt đầu tưởng tượng cảnh sư tôn da trắng, ba vòng lồi lõm, má đỏ ửng nhìn cậu, máu mũi liền chảy ra. Nói thầm Minh Huyền Y cho má gì đây rõ ràng là bikini mà. Nếu đưa cái này cho sư tôn cho dù là tông môn trưởng lão cùng lên cũng không giữ được ta, không được không được. Hệ thống thông báo đưa Minh Huyền Y cho sư tôn Lạc Thiên Tuyết, nhiệm vụ thành công ban thưởng 50 vạn điểm phá sản, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt có thể từ chối. Diệp Phong đỏ mặt, 50 vạn điểm bại ra, Hệ thống ta cảm giác ngươi đang là cố ý trêu chọc ta. Hắc hắc vì để ký chủ có thể sớm ngày trải qua đến khi đó đỡ không xấu hổ, bỡ ngỡ, hệ thống đây là đưa tới ấm áp. Trong đầu cậu giờ chỉ còn hình ảnh sư tôn mình mặc bikini, cậu đang phân vân nhiệm vụ này có làm hay không. Nhưng bây giờ sư tôn vẫn là sư tôn còn chưa phải là lão bà a. Sư tôn, lão bà, sư tôn, lão bà, sư tôn, lão bà. Lạc Thiên Tuyết thấy Diệp Phong cứ đứng đấy hỏi Diệp Phong ngươi ở đó một mình làm gì vậy. Đang chìm trong mộng tưởng nghe giọng sư tôn cậu liền gọi lão bà sao nàng lại quay lại đây? Nghe thấy cậu gọi mình là lão bà Lạc Thiên Tuyết nổi sắc khí, cả người tỏa ra khí đen u ám. Bốn người kia nghe thế cũng quay ra hóng với vẻ mặt đầy hỏi chấm. Cô gần giọng hỏi Diệp Phong, ngươi mới vừa gọi ai là lão bà? Diệp Phong liền sợ hãi, co rúm người giải thích sư tôn vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm. Lạc Thiên Tuyết trong tư thế có thể đánh cậu bất cứ lúc nào gần giọng hỏi lại, hiểu lầm. Cậu lúc này sợ xanh mặt, mồ hôi tuôn như suối, thầm nghĩ bỏ mẹ xong đời rồi nghe thấy diệp phong gọi tông chủ là lão bà tóc tím liền quay ra cảm thán tiểu tử diệp phong này ta vừa nhìn đã cảm thấy có tiền đồ hắn thật can đảm mà sở lạc hồng cũng mở to mắt ngây mặt hỏi chuyện xảy ra khi nào vậy bạch thiên hồng tinh mắt nhìn thấy thứ gì đó nói chờ chút trong tay diệp phong hạ lão diệp phong lại gọi tông chủ là lão bà sao lạc thiên tuyết liếc mắt nghe thấy các trưởng lão đang bàn tán luyện thể luyện thể chính là thân thể hư nên mới muốn luyện thể ta cũng lên chuồn thôi bốn người nhanh tay xách đống tẩy tủy đan đang ăn dở mau mải chuồn lẹ nhưng mặt vẫn quay ra hóng. Xét đống linh thạch trên tay lão sở than già rồi, chiến đấu một hồi thân thể sẽ không chịu được. Lão bạch, e của ta đau quá. Hạ lão nhăn mày nói, ta cũng không được. Lão thiên tuyết quay ra Diệp Phong, ngươi nói đó là hiểu lầm vậy ngươi giải thích cho ta xem, trong tay ngươi đang cầm cái gì. Diệp Phong, bị hỏi tới đỏ mặt đáp cái này, lão bà, thứ này là. Cô nghe thấy tên này vẫn gọi mình là lão bà, đỏ mặt, tức giận giơ hai tay lên định đánh hắn quát. Còn gọi lão bà, cậu thấy cô như thế cũng cười hề hề giải thích sư tôn thứ này được làm từ minh tinh mềm mại thoải mái đông rất ấm hè mát lại còn có lực phòng ngự rất mạnh tử minh huyền tinh tiên khoáng hiếm như vậy vô cực thánh địa cũng chỉ có một khối thật đúng là bịa chuyện nhưng khi cảm nhận thấy trong đó ẩn chưa tiên linh khí cô liền sững sờ cảm thán vậy mà là thật vô cực thánh địa ở đông châu cũng thuộc loại đứng đầu nhưng ở toàn bộ thượng giới cũng không có xếp hạng gì hắn dùng vật này chế tạo y phục nữ sĩ sợ không phải thánh tử của cái thế lực siêu nhiên nào đó truyền thế chứ nghĩ tới đây cô càng đỏ mặt trong nội tâm lại vô cùng thích bộ tử minh huyền tinh nguyệt kia vì tử minh huyền tinh thật sự quá chân quý không cưỡng lại được lạc thiên tuyết lắp bắp nói ta ta thứ này ta tịch thu mặc kệ có phải hiểu lầm hay không về sau không được gọi ta là lão bà diệp phong tròn mắt ngạc nhiên đáp hiểu rồi cậu còn tưởng sư tôn nhìn thấy nó gợi cảm quá không thích nhưng xem ra sư tôn quả nhiên chịu thua tử minh huyền tinh tuyệt đối là thứ tốt hay là hiện tại ta thừa thắng truy kích gương mặt đầy hy vọng quay qua nhét đồ vào tay cô nói lão bà về sau chúng ta ai luận nấy nàng gọi ta là gì cũng được còn ta gọi nàng bằng lão bà lạc thiên tuyết thấy cậu đột nhiên đứng sát mình như thế đỏ mặt nhanh miệng nói không được một mã quy một mã nếu ngươi còn dám nói một câu lão bà nữa đừng trách ta trực tiếp tước bỏ thân phận đại đệ tử thân truyền của người lạc thiên tuyết ta lấy thân phận trưởng lão danh dự ra lệnh cho nàng không được tước đoạt thân phận đại đệ tử thân truyền của diệp phong ngươi uy hiếp ta cậu dùng tay kéo cô sát lại nhìn gương mặt ngại ngùng đỏ lên trong ngực mình diệp phong bình thản nói Thân phận này chưa đủ sao, vậy bây giờ ta sống với thân phận sư tổ. Mặc kệ, yêu thế nào tùy ngươi, dù sao cũng không nói rõ được. Cô thẹn quá hất bay Diệp Phong quát đủ rồi, sau đó đi thẳng. Diệp Phong bị hất bay nằm trên sân, mặt cười thỏa mãn nghĩ. Quả nhiên, chỉ có da mặt dày là có thể theo đuổi được lão bà. Cái gì mà dị thế giới vương đang ngư, một cái tử minh huyền tinh đã có thể gọi lão bà. Nói không chừng sau còn có thể hôn, lần sau nữa có thể vào động phòng. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu ngồi bật dậy hét lên chết tiệt, tại sao không thấy Tẩy Tủy Đan với các trưởng lão? Một lát sau, tại viện lạc đệ tử, Diệp Phong đi vào gọi Vô Phong sư đệ, "Mau tới đại điện tông môn đi, ta có thứ tốt cho mọi người. Mọi người còn phải tranh thủ thời gian tới giám sát trận ma luyện đấy." Nói xong cậu ngẩng lên mới phát hiện tất các sư đệ đang ở đây. Đột nhiên một tên chạy đến quỳ xuống dập đầu lại cậu, khiến cậu giật mình hét lên đụ má, "Lãnh sư đệ, để làm gì vậy?" Lãnh Phong, lúc này nước mắt đầm đìa, mếu máo nói "Đại sư huynh, là ta thiền cận diệp phong khó hiểu nhìn lãnh phong hỏi sao lại nói thế lãnh phong là sư đệ thiền cận lúc trước huynh tiêu phí 10 vạn thượng phẩm linh thạch chỉ vì để trở thành thân truyền đệ tử của tông chủ ta còn tưởng rằng huynh là tên ngốc nhiều tiền bây giờ mới biết kẻ ngốc mới chính là ta hắn bây giờ như một chú hề khóc lóc bám lấy chân của cậu đám người kia thấy thế nhìn diệp phong cười trêu chọc phải một không vạn thượng phẩm linh thạch mua được cái thánh nữ lão bà tiểu sư đệ chỉ có thể là đệ thôi băng sơn nữ thần của tinh cực tông vậy mà đệ cũng có thể bắt được. Cậu lúc này chỉ muốn độ thổ, Chửi thầm mẹ nó, rốt cuộc là là trưởng lão nào để lộ tin đồn. Tiểu huyết tay ôm cuốn sách, đỏ mặt, thích thú nói không ngờ kịch bản trong tiểu thuyết bá vương đồ đệ yêu sư tôn băng lãnh ta, đều là sự thật. Đám sư huynh nghe coi nói vậy tò mò, muốn mượn. Ngũ sư muội đến lúc đó cho ta mượn sách xem một chút nha. Ta nữa, ta cũng muốn xem. Cô thấy mọi người định mượn cuốn sách mà mình thích liền quay mặt tay ôm chặt lấy cuốn sách đám sư huynh hóng hớt xong liền vui vẻ rời đi tiểu sư đệ chúng ta tới đại điện trước đây tiểu sư đệ đệ coi chừng nhà diệp phong đen mặt nghi thù các trưởng lão miệng lưỡi thật nhanh xem ta lát nữa có dùng tẩy tủy đan nhét đầy miệng rộng của các ngươi không tại đại điện tông môn diệp phong đi đến đã bị đứa bé nhảy ra mắng diệp phong ngươi rốt cuộc đã làm gì thiên tuyết tỷ của ta định nhào ra tận nơi nhưng bị sở hồng sơn gan lại cô gào nên ra ra người mau buông tay ta ra diệp phong đi đến bên cạnh lên giọng cà khịa Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng, mau chúc phúc cho ta đi. Hừ, sở tiêu tiêu ta cho dù chết đói, bị thiên lôi đánh xuống, cũng sẽ không cần một chút của người. Diệp Phong, thở dài nghĩ ạch, nữ nhân này so với sư tôn ghê gớm hơn nhiều. Lạc thiên tuyết ngồi trên bục lạnh lùng, uy nghiêm như thế Diệp Phong đoán chắc rằng cô vẫn đang giữ uy nghiêm, lão bà, bây giờ vẫn đang tức giận đi. Nếu sau khi phi thăng gặp phải nguy hiểm, ta sẽ biểu diễn một cái thần binh trời sáng, mang theo tông môn tới cứu nàng, để nàng phải đem trái tim thiếu nữ giao cho ta lần này tiểu huyết đứng cạnh lại bị tên biến thái này xé rách áo tiểu huyết cho ta mượn y phục tiểu huyết nhanh tay che chắn trước ngực xấu hổ quát y phục ta mới thay hai mắt ươn ướt nói chủ nhân người đủ chưa có thể đối thứ khác không ta chỉ còn lại vài bộ thôi cảm thấy tội nghiệp thay cho những chiếc y phục đen đủi kia gặp phải một tên liều xe rách áo tiểu huyết cậu liền đặt tẩy tủy đan lên mang khoe lạc thiên tuyết cậu giới thiệu đây là tẩy tủy đan dược hiệu mạnh hơn thanh huyền đan dùng lượng lớn nó có thể cho mọi người cố được linh thể vô tạp chất chân chính thấy thứ trên bàn phát sáng con chó tò mò chạy đến xem thì bị tên diệp phong đá cho một cái mắng đồ chó ngốc ngoan ngoãn nằm sấp ở đó cho ta cuối cùng mới đến ngươi ăn con lúc này chắc ấm ức vì chưa làm gì mà nó đổ tội mình hay ăn đám người ở dưới thấy thế dơ hô thời đại nhân không bằng cầu cuối cùng cũng kết thúc cảm động quá tiêu tiêu lúc này đi đến bên cạnh đặt cây búa sắt lên bàn nhắc nhở lạc thiên tuyết thiên tuyết tỷ chúng ta không thể ăn chúng ta tuyệt đối không thể Lạc Thiên Tuyết nhìn đống tẩy tủy đan nói nhưng đây chính là thể chất không tạp chất, ta muốn trở nên mạnh mẽ, thư hắn lấy ta không cách nào cự tuyệt. Tiểu Huyết thấy không khuyên được tỷ tỷ liền qua ra nói Diệp Phong được, ta ngược lại muốn nhìn xem thử những thứ đan dược này có cường đại như ngươi nói hay không. Diệp Phong ngươi cứ chờ đó. Song nhau mắt nhìn, cầm viên tẩy tủy đan cho vào miệng. Diệp Phong hừ hai tiếng nghĩ sau khi ăn vào cô liền cả người thoải mái, tươi cười nhìn cậu. Nhưng vừa cho vào miệng Tiểu Hồng, đã sùi bọt mép, nôn ra, nằm vật dưới đất chỉ tay nói chỉ có con đường không ngừng kéo dài tu luyện kết tinh sẽ liền ngưng tụ đừng để con đường dừng dừng sau đó ngất đi mọi người lúc này đều hoảng sợ sở hồng sơn chạy đến đỡ đầu cô gọi tiêu 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 con tỉnh lại đi diệp phong nhìn thấy tiểu huyết nằm thê thảm dưới đất như thế gượng gạo hỏi thứ này khó ăn như vậy sao nào có ai ăn đan lại có biểu hiện chóng mặt nặng như vậy cậu liền nhanh tay nhét tẩy tủy đan vào miệng cầu tử cầu tử ăn đi thầm nghĩ cầu tử đã đến lúc ngươi nên chứng minh bản thân hai ta thì không được cầu tử, cố gắng đi nhé. Cầu tử lúc này cảm thán đúng là chủ nhân sống chó hơn cả một con chó mà, vừa đạp ta ra không cho ăn mà giờ nhìn thấy tiểu huyết như vậy liền nhét ta ăn làm thí nghiệm, ta thật đáng thương mà. Nuốt tẩy tủy vào bụng cầu tử liền cả người bay lên miệng phun hết ra năm trên đất. Diệp Phong ngồi xuống nhìn nó hoài nghi nói chết tiệt, đồ chó ngu, còn giả chết đúng không? Cầu tử thấy giả chết không được chuẩn bị chạy đi. Diệp Phong, nhanh tay tóm lên, tay kia giơ nắm đấm, tức giận quát. Ngoan ngoãn ngồi xuống, đừng chạy, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không đánh chết ngươi mấy người thấy cầu tử bị đánh liền sảng khoái nghĩ cầu tử may cũng có ngày hôm nay sao nhìn cầu tử bị đánh tâm tình thật mẹ nó tốt tiểu sư đệ chính là quá nung chiều tên cầu tử này nên sớm bị đánh nửa giờ sau cầu tử lúc này ăn đến bụng căng tròn nằm trên đất mà diệp phong vẫn còn đang tiếp tục đút còn mắng đồ chó ngu thân ở trong phúc mà không biết phúc nếu không phải muốn bồi dưỡng ngươi những thứ này nào có phần của ngươi đúng là tên không có liêm sỉ mà mắng xong cậu liền hỏi hệ thống Mỗi người thể chất bất đồng, bọn họ cần bao nhiêu Tẩy Tủy Đan mới có thể trở thành linh thể vô tạp chất. Hệ thống, Tẩy Tủy Đan bỏ qua mọi nhân tố, mỗi người 10 vạn viên Tẩy Tủy Đan là được. Nghe hệ thống nói thế, Diệp Phong liền sốc, hết 10 vạn viên, mấy người đó chẳng phải là ăn đến chết sao? Sở Hồng Sơn ôm lấy Tiêu Tiêu vẫn hoa mắt chóng mặt quỳ trên đất nước mắt hai hàng hỏi Diệp Phong, ta cùng Tiêu Tiêu đều đã ăn 300 viên, thân thể quả thực cũng có chút biến hóa, tuy rằng không rõ ràng, nhưng rốt cuộc phải ăn bao nhiêu mới xong? diệp phong quay cười trừ khó khăn ấp úng mở miệng có lẽ ửng có lẽ là chấm một không vạn viên nghe thấy là mười vạn viện tất cả mọi người đều sụp đổ há hốc miệng diệp phong gương mặt ngây thơ vô số tội quay đi nói đúng cho dù là ai thực lực gì đều phải cần mười vạn viên tẩy tủy đan tiểu huyết nằm dưới đất với cái bụng căng tròn vừa khóc vừa ai oán kêu ta thật sự chịu không nổi nữa giết ta đi bên cạnh sư muội đang nằm dưới đất cũng không chịu được nói sư muội bỏ đi ta cũng không chịu nổi nữa Mọi người cũng chán nản kêu chúng ta cũng không chịu nổi nữa. Mặc dù chưa từng ăn cứt, nhưng ta khẳng định thứ này còn khó ăn hơn cứt. Cả người ta đều không ổn nữa rồi, thể chất không tạp chất này không cần cũng được. Lạc Thiên Tuyết vẫn đang cầm viên tẩy tủy đan trên tay nghĩ ăn 10 vạn viên tẩy tủy đan này là có thể đổi lấy vé vào cửa đi thông tới thượng giới, cái này cũng lời quá đi. Sau khi phi thăng thượng giới, uy lực của linh thể vô tạp chất mới có thể hoàn toàn triển lộ ra. Tiêu Tiêu Quỳ trên đất, nước mắt hai hàng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà gào lên không cần nữa, thật sự đừng cho ta ăn nữa. Sau khi ăn, ta cảm thấy toàn bộ tâm hồn đều bị ô nhiễm bởi thứ bẩn thỉu này. Muốn ta ăn 10 vạn viên đan dược ghê tởm như thế, ngươi vẫn là giết ta đi. Diệp Phong nhìn tiêu tiêu như thế kinh thường nói người trẻ bây giờ, không biết học hỏi các trưởng lão sao, sau đó cầm viên đan dược ăn. Nhưng một giây sau liền bị vào mặt bôm bốp, cậu nôn thốc nôn tháo. Nghĩ thầm đây là cướp à, ta chưa bao giờ ăn cướp, nhưng tại sao ta lại cảm thấy nó có vị cướp như vậy? Bây giờ ta cảm thấy như một cơn bão mở ra trong đầu không giải thích được. Cậu liền gọi hệ thống, cái này mà gọi là vị hơi kém, cái mẹ nó giống như ăn cướp. Bọn họ có thể kiên trì ăn hao 300 viên thật sự là khó xử, hay là những tẩy tủy đan này vẫn là giữ lại để bại ra đi. Hệ thống, linh thể vô tạp chất, biểu hiện ở hạ giới sẽ chưa rõ ràng, nhưng phi thăng tới thượng giới, lợi ích cực kỳ khủng bố, xin chủ ký sinh thận trọng quyết định. Diệp Phong thấy đồ tốt như vậy, không thể nào vứt đi được. Xem ra thứ bíp này không ăn không được rồi sở hồng sơn đi đến bên cạnh diệp phong mặt dịu dàng nở nụ cười nói diệp phong ngươi ăn cũng không vô đúng không ta xem thứ này cứ như vậy xong đi 10 vạn viên ta thật là gánh không nổi ngươi không ăn nữa sao sở hồng sơn nghĩ đến mùi vị của nó liền sợ hãi nhanh chóng quyết định đúng vậy ta thật sự không muốn ăn nó nữa nghe câu trả lời chắc lịch từ ông cậu ồ một tiếng rồi liếc mắt nhìn nói được thôi nhưng mà ta cảnh cáo trước diệp phong giơ tay đắc ý sở trưởng lão nếu ngươi ăn ít một viên ta sẽ để cho tên điên một tay kia ra đây một lần đến lúc đó hắn sẽ làm gì với ngươi ta cũng không dám bảo đảm ta chỉ có thể bảo đảm ngươi còn sống sở trưởng lão ngoan ngoãn diệp phong hay là số tẩy tủy đan còn lại đều cho ta đi là trưởng lão ta cũng muốn là một tấm gương tốt không thể phụ lòng tốt của mọi người lạc thiên tuyết thì hoang mang tên điên một tay là ai tiêu tiêu sao các người ăn liều mạng như vậy cô đứng một bên không hỏi hoài nghi không đúng lấy hiểu biết của ta đối với tiêu tiêu chỉ cần là chuyện nàng ta không muốn làm cho dù là ai khuyên cũng vô dụng người mà diệp phong nhắc tới rốt cuộc là ai mọi người xung quanh cũng rất nhiều nghi vấn chuyện gì vậy các ngươi đừng chỉ lo anh thế chứ mau nói đi kẻ điên một tay nào các ngươi mau nói chuyện đi ta hiện tại rất hoang mang đấy có thể đem tiểu huyết cùng sở lão mạnh nhất tông môn dọa thành như vậy người kia rốt cuộc là ai vẫn là đừng nghĩ nữa nếu không anh người gặp xui xẻo chính là chúng ta nửa ngày sau sợ lão tìm cớ để không phải ăn diệp phong ta đột nhiên nhớ tới một chuyện chúng ta giết trương thụ phong chỉ sợ sau khi thạch thần phong biết sẽ tìm tới tông môn chúng ta gây phiền toái không phải hắn còn nợ ngươi ba ân tình sao, không có mâu thuẫn thì còn tốt, nhân tình còn có tác dụng, nhưng giờ chúng ta giết người của hắn, Thạch Thần Phong nhất định sẽ trở mặt, bảng thông báo của Diệp Phong hiện ra, phát động nhiệm vụ, mời ký chủ mang một vạn người dự bị của hộ vệ quân đi diệt Thạch Thần Phong hắc ma giáo, căn cứ vào nhiệm vụ có thành công hay không, ban thưởng hoặc khấu trừ 30 vạn điểm bại gia, có thể từ chối, Diệp Phong suy ngẫm, hệ thống, kim giáp hộ vệ nói hộ vệ quân có ngàn vạn người, vì sao tên điên một tay người lại nói chỉ có 10 người? bởi vì kim giáp hộ vệ chỉ là một trong số dự bị quân kim giáp chính là tượng trưng cho thân phận của bọn họ khi nào cái kim giáp ra khi đó họ mới chính thức là hộ vệ quân diệp phong cay cú chết tiệt không ngờ tên điên một tay lại mạnh như vậy cuốn như vậy không đúng lần đầu tiên ta gặp nguy hiểm ngươi lại cử dự bị quân tới sao hệ thống ngươi là thật không đem mạng của ta coi ra gì à còn mẹ nó ngẫu nhiên bỏ đi hiện tại bại gia điểm đã có hơn 61 vạn lại thêm 30 vạn này đủ để ta đột phá nhưng mà hắc ma giáo cường đại cỡ nào lại cần một vạn dự bị quân đi diệt sát, tinh, chỉ đơn thuần để cho dự bị quân ra ngoài hít thở không khí, huấn luyện lâu ngày cũng phải để họ nghỉ ngơi một chút thôi, người mẹ nó thật đúng là một cái hệ thống tốt, còn biết để cho bọn họ ra ngoài hóng gió, nhưng 7 ngày sau ta phải đi tham gia đại hội tông môn, thời gian liệu có đủ dùng không? Yên tâm đi, 7 ngày là đủ rồi, sau đó sẽ để hộ vệ xé rách không gian đưa ký chủ trực tiếp đến bí cảnh tông môn đại bỉ là được. Ủa? Đúng là một phương pháp tốt, sau khi đi vào sẽ đem tất cả tài nguyên trong bí cảnh phá hủy, chỉ để lại một chút cho người khác như vậy tất cả mọi người sẽ đứng thứ hai diệp phong hét to lão bà ta muốn chưa kịp nói hết câu diệp phong đã bị lạc thiên tuyết kề kiếm sắt cổ ngươi thử nói lại lần nữa xem diệp phong sợ hãi lần trước rách ra vẫn rất đau hay là bỏ đi sư tôn ta muốn cùng sở trưởng lão ra ngoài làm chút chuyện được sư tôn ta còn chưa nói muốn đi làm cái gì mà người không lo lắng cho đệ tử chút nào sao ha ha sư tổ ra ngoài làm việc còn cần một tiểu bối như ta quan tâm sao sư tôn ta biết rồi những nhẫn chữ vật này đều chứa 10 vạn viên tẩy tùy đan mọi người từ từ ăn đi ừ còn muốn chiếm tiện nghi của ta đã có những chữ vật rồi tại sao còn xé y phục của ta hóa ra là làm tròn sao vậy trước đây chúng ta đến vô ích rồi sao diệp phong vui vẻ mọi người ta ra ngoài trước một chuyến đừng quá nhớ ta đấy sở lão ngươi qua đây một lát vài lão già khóc mấy ngày nay không cần vội vã ăn cứt đang dược rồi ra ra sẽ không có việc gì chứ bên ngoài đại điện diệp phong chúng ta đi đâu diệp phong chỉ tay lên chiếc thảm sở lão ngồi sở trưởng lão đây là cái gì đây chỉ là một kiện linh khí phi hành mà thôi túc động bằng linh thạch chỉ cần có linh thạch là sẽ phi hành vô hạn rất nhiều tu sĩ đều có nó dù sao cũng không cần hao phí linh lực của mình diệp phong hớn hở quá tốt rồi ta không thiếu linh thạch phí dụng trên đường để ta trả là được nếu có thứ này còn cần học phi kiếm làm gì chứ đây là dùng khi đi du ngoạn linh khí phi hành tam phẩm này của ta tốc độ so với tu sĩ dung linh cảnh đỉnh phong cũng không kém nhiều lắm có thể từ từ thưởng thức phong cảnh chậm như vậy dựa vào thứ đồ chơi này có thể trong vòng 7 ngày đuổi tới hắc ma giáo sao sở lão ngạc nhiên hắc ma giáo ngươi muốn tới hắc ma giáo tìm thạch thần phong ngươi đừng quan tâm ta tới đó làm gì ngươi chỉ cần nói có thể trong vòng 7 ngày bay đến hắc ma giáo được không cái này thì không được trừ khi ta tự bay gần trạng vạng tối diệp phong cưỡi trên tấm thảm bay như tên lửa thế mới gọi là nhanh chứ sở lão chúng ta tìm một thành trấn nghỉ ngơi đi không ngờ ta đường đường độ kiếp cảnh thể tu lại phải làm máy trợ lực hình người hai tiếng sau trước cửa một phòng khách sợ giả ra ngoài cũng đừng quên ăn đấy ta ta biết rồi không ngờ đi xa nhà vẫn không tránh khỏi tẩy tủy đan đúng rồi loại đồ tốt tẩy tủy đan này cũng nên đưa qua cho đại đồ đệ cùng tiểu sư cô của ta một chút nếu không thì sư tôn ta đây chẳng phải là quá không xứng trước sao mở ra tông môn truyền thống mục tiêu hòa ngữ mộng diệp phong rơi vào một vòng xoáy sau đó rơi xuống một hồ nước đại đồ đệ hay là ngươi xoay qua đi vi sư trả lưng cho ngươi hoa ngữ mộng hết lên đang đồ tử đi chết đi giờ phút này thời gian như là động lại Diệp Phong nhìn thấy hết đến nỗi xịt máu mũi, mẹ nó, cái góc độ này nhỉ không sót một thứ gì. Ngay lúc này phía trên Diệp Phong xuất hiện một tên hộ vệ bại gia, Diệp Phong tung cước vào mặt hắn, cút, bỏ mẹ rồi, chỉ biết đi ra phá hỏng chuyện tốt của ta, ừ, ngay sau đó làm một cái chân dơ lên thẳng mặt Diệp Phong, 10 phút sau, sư tôn, lần sau khi tới có thể báo cho đệ tử trước một tiếng hay không. Ngoài ý muốn lần này tuyệt đối là ngoài ý muốn, sư tôn người tới tìm ta có chuyện gì sao, à đúng rồi, nhẫn chữ vật này của ta có 20 vạn tẩy tủy đan ngươi cùng giao giao mỗi người 10 vạn viên, dùng xong thì sẽ có được linh thể vô tạp chất, chỉ là tẩy tủy đan này hôi thối vô cùng, các ngươi nhất định phải nhịn xuống. Thiếu một viên cũng không được, đến khi lên thượng giới sẽ có tác dụng lớn, nhớ kỹ, thượng giới. Sư Tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ dùng hết toàn bộ 10 vạn viên tẩy tủy đan, Diệp Phong lại mở cổng tống, không có chuyện gì nữa. Vậy thì ta đi về trước đây, gần đây đừng lên lui tới Hắc Ma giáo bọn hắn nên chết rồi, Sư Tôn muốn diệt Hắc Ma giáo, đệ tử hiểu rồi. Hoa ngữ mộng gọi cho giao giao, giao giao, sai người kéo người của hắc ma giáo ra ngoài chém đợi lát nữa ngươi đến phòng ta một chuyến trong khuê phòng đang đăng sư tôn ta tới rồi giao giao mau tới thử tẩy tủy đan này xem giao giao vui vẻ ăn viên đan dược tẩy tủy đan không biết sẽ có khẩu vị gì ngay sau khi ăn giao giao biểu hiện vô cùng tệ giao giao ngươi không sao chứ giao giao nằm trên đất sư tôn giao giao đắc tội người ở đâu ngươi có thể mắng ta cho giao giao thống khoái một chút đi hoa ngữ mộng thầm nghĩ may mắn ta để giao giao ăn thử nếu thảm trạng này của ta để cho người vạn hoa cốc nhìn thấy vậy toàn bộ hình tượng liền xong rồi dao dao nằm trên đất người run rẩy sư tôn người sao vậy có ai uy hiếp người sao nếu như vậy người chớp chớp mắt nói cho đệ tử cũng được dao dao đan dược này là sư tôn đưa tới đừng hỏi gì cả ăn là xong ở đây có 20 vạn miếng ta và ngươi mỗi người 10 vạn phải ăn hết dao dao tức giận 10 vạn nhiều như vậy người cung sư tổ đây là muốn chơi chết ta sao đang đăng sư tôn thấy lạc dao dao hờ hững từ chối ra mặt liền cau mày dỗ dành đây cũng là vì tốt cho ngươi thôi phải ăn sạch không sót một viên thật quá quát mà cái thứ hôi dình như phân này một viên thôi nghiến răng nghiến lợi nuốt còn không nổi nói gì thồn cho hẳn một đĩa thế kia trôi sao được lạc giao giao lưỡng lự nói sư tôn người chờ một chút ta đi hỏi tỷ tỷ trước mệnh bài xanh ngọc hiện lên chữ thông thoại chung nghe tiếng ói mửa phát gớm phát ra từ đầu thoại bên kia lạc giao giao đầy lo lắng tỷ tỷ sao vậy lạc thiên tuyết liên tục nôn oẹ không quên hỏi giao giao tìm ta có chuyện gì thế oẹ oẹ giao giao trông thấy ngay cả lạc thiên tuyết cũng phải nhồi cho hết cả cân tẩy tủy đan hoang mang tột độ e dè bảo đăng đăng sư tôn chúng ta mau ăn thôi tỷ tỷ của ta cũng hết thuốc cứu rồi sáng sớm hôm sau diệp phong vươn vai thoải mái vừa ngân nga vừa lẩm bẩm hôm nay lại là một ngày tốt lành hôm nay lại bại cái gì nữa đây lập tức hệ thống hiện lên giải đáp thắc mắc của cậu vật phẩm bại ra hôm nay 10 vạn mảnh vỡ cảm ngộ luyện khí chi đạo mảnh vỡ cảm ngộ luyện khí chi đạo lại là cái quái gì bên dưới liền có chú thích tác dụng sau khi sử dụng năng lực cảm ngộ luyện khí chi đạo tăng lên trên diện rộng có thể luyện chế được linh khí cấp thấp có khí linh diệp phong đâm chiêu hiếu kỳ cái gì có thể luyện ra khí linh cái búa phát ra linh hồn này ư đây chính là thứ ở hạ giới luyện không được như làm sao bại ra được thật khổ đến tiêu xài phung phí cũng phải nghĩ cách phung phí cho hợp lý ảo ma thật bỗng sở trưởng lão từ đâu nhảy phóc một cái ngay trước mặt diệp phong phấn khích hỏi diệp phong ngươi đang vì chuyện gì mà giàu dĩ thế làm cậu ta giật bắn cả mình Sở trưởng lão thấy phản ứng của Diệp Phong bèn giải thích, theo đám người lão Bạch nói, mỗi ngày Diệp Phong đều sẽ bại ra, không biết hôm nay sẽ là thứ gì. Vậy lại càng kỳ lạ, Diệp Phong mới hỏi vặn lại, sở trưởng lão người thân là luyện khí sư, cái theo đuổi chính là cảnh giới cao nhất của luyện khí chi đạo sao, lại cũng dòng ngó mấy món bảo bối của cậu ta nữa. Sở trưởng lão chỉ biết thở dài, âu nó cũng là cái số, trước đây thì có, nhưng bây giờ đã có lô đỉnh thiên cấp kia, truy cầu luyện khí chi đạo gì gì đó cũng không kém bao nhiêu nghe vậy diệp phong căn bản hiểu ra vấn đề mới tinh quái cười châm chọc sở trưởng lão nói như vậy sở trưởng lão ngươi đây là bó tay rồi phải không sở trưởng lão thấy thái độ này của diệp phong không biết vì sao ta lại có chút lo lắng diệp phong liền lấy ra một món bảo bối phát ra ánh sáng xanh lam vui vẻ bảo sở giả thứ này tặng ngươi sở trưởng lão vô cùng ngạc nhiên mảnh vỡ cảm ngộ luyện khí chi đạo sao diệp phong ta đã mất đi tín niệm cái này cho ta là lãng phí ngươi vẫn là nên để lại cho người hữu duyên đi Diệp Phong lại càng khoái chí thuận tay ném mảnh vỡ cảm ngộ luyện khí chi đạo bào tay sơ trưởng lão, lãng phí ư lại càng đúng ý ta, thật đúng là, ngươi chính là người hữu duyên ta cho đấy, không có duyên đành phải tự tạo thôi, trong lòng thầm nghĩ nếu ngươi không vứt bỏ ý niệm theo đuổi vô thượng luyện khí chi đạo thì ta còn lâu mới cho ngươi, tất cả đã tính cả rồi. Sở trưởng lão ngắm nghía món bảo vật trong tay, không ngờ ngươi lại bại ra ở chỗ ta. Diệp Phong liền vui vẻ phân tích, dùng một vạn mảnh vỡ cảm ngộ luyện khí chi đạo là ngươi có thể luyện chế ra khí linh đến lúc đó những nồi niêu song chảo của tông môn kia đều phải dựa vào sở lão rồi nói rồi chất chỗ mảnh vỡ thành một núi trồng chất lên nhau nhiều không đếm xuể sở trưởng lão chạy lòng nói ngươi đây là để cho ta đại tài tiểu dụng đó ư nếu là như thế ta thả rằng trở thành đệ nhất luyện khí sư huyền thiên đại lục diệp phong liền cười xảo quyệt hai cái tay trái này của ta có nên cắt đi sau đó đi luyện kiếm hay không nhỉ sở trưởng lão nghe thế liền dánh ngang đành ngược lại dỗ dành diệp phong ai ra ta cảm giác nồi niêu song chảo có linh khí cũng rất thú vị rõ là dỗi lòng là thú vị giữ chưa? Diệp Phong gật gật như thế mới phải chứ. Một giờ sau, Diệp Phong và sở trưởng lão đang bay như tên bắn. Diệp Phong hỏi sở lão, sao ngươi không nói lời nào? là có vấn đề gì sao? cứ trực tiếp nói ta nghe. Sở trưởng lão cũng không giấu giếm nữa, bèn tâm sự Diệp Phong hiện tại ta có thể tạo ra linh khí nhưng khi tạo khí linh sẽ dẫn đến khí kiếp, ta không ngăn cản được khí kiếp. Diệp Phong tò mò, khí kiếp ư? Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ngăn cản khí kiếp. Dứt lời Diệp Phong thầm nghĩ, tên điên một tay kia cũng rất mạnh lúc hắn đi ra kiếp vân cũng không có. Sở trưởng lão phản đối, không được, nếu có người thay khí linh ngăn cản khí kiếp, sẽ dẫn tới lôi kiếp chân chính, lôi kiếp đánh xuống, bất luận kẻ nào cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Phong lại vô cùng tự tin mà khẳng định với sở lão, yên tâm đi, mặc kệ là kiếp nạn gì, chỉ cần tên kia đi ra, cho dù là thiên đạo, ngay cả giám cũng không phóng nổi nửa cái. Tuy nhiên sở trưởng lão trong lòng vẫn lo sợ, tuy rằng Diệp Phong rất bại ra nhưng chưa bao giờ mạnh miệng nói qua cái gì. Có hộ vệ có thể chống lại thiên đạo, thân phận của Diệp Phong đến cùng là gì, thật là một dấu chấm hỏi lớn. Bỗng Diệp Phong trông thấy gì ở phía dưới, liền kêu Sở lão dừng lại một chút, Sở lão tò mò chuyện gì thế, Diệp Phong lại tiếp bên kia có ba người đang giao thủ là ai thế nhỉ? Phía dưới là ba tráng sĩ cơ bắp cuồn cuộn đang bị bao vây bởi một bầy yêu thú soi xám, mắt đỏ vô cùng dữ tợn. Đây lại là chuyện gì nữa, mấy người này là ai? Họ cùng nhìn xuống phía dưới đoán chừng xem ba chàng tráng sĩ cơ bắp lực lưỡng kia là ai, Sở trưởng lão liền nói, ba người kia mặc y phục của Hắc Ma giáo chỉ sợ còn là đệ tử nội môn bọn họ tuyệt đối không đánh lại băng huyền lang chính là mấy con yêu thú sói xám mắt đỏ lòm dữ tợn đang vây quanh lăm le sơi tái họ cho bữa xế diệp phong nghe vậy có chút hiếu kỳ bèn hỏi sở trưởng lão vậy thực lực của bọn họ ra sao sở trưởng lão đam chiêu bình thản trả lời nếu tính cả yêu thú toàn bộ đều là trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh phong diệp phong đắc ý vừa vặn ta có thể thử xem uy lực của thần thông thiện ác phật đà thu được lúc trước sở trưởng lão bất ngờ tên bại gia này rốt cuộc cũng muốn ra tay rồi đó sao mấy tên kia vẫn nói diệp phong thực lực bất phàm hôm nay cuối cùng cũng có thể mở rộng tầm mắt phía dưới bây giờ đang vô cùng náo nhiệt cuộc chiến giữa ba tráng sĩ nọ và đàn sói hung dữ ngày một ác liệt mấy tráng sĩ thân hình vạm vỡ phải dồn hết công lực để vật lộn với đám yêu thú khát máu thật sự là xui xẻo vừa ra khỏi cửa đã gặp năm con yêu thú các vị có át chủ bài gì thì lấy ra đi nếu không chúng ta đều phải chết đệ tử nội môn hắc ma giao hạ hải vừa banh mõm một con vừa gào thét tuyệt vọng tình hình xem chừng không khả quan Ba người họ đấu không lại năm con ác quái, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hai người còn lại đều là đệ tử nội môn Hắc Ma giáo, một người tóc tím tên Hạ Không, người còn lại hiệu là Hạ Sơn, đều đang căng não lo sợ, không biết phải khắc chế đám yêu sói này ra sao. Hạ Không sốt sắng hỏi vặn lại Hạ Hải, "Lần này tới Thiên Đạo chiến trường đồ vật đều ở trên người ngươi, ngươi còn hỏi ác chủ bài sao?" Hạ Sơn thêm dầu vào lửa, "Ta cảnh cáo ngươi, nếu muốn hại chúng ta, cho dù chết cũng phải kéo theo ngươi làm đệm lưng." xem thái độ này đoán chừng bộ ba này không được thân thiết là mấy chưa muốn nói chính là anh em cây khế hạ hải cau mày tức tối hai tên khốn kiếp này còn dám uy hiếp ta đợi xem ta trở về giáo nội thu thập các người thế nào bất ngờ diệp phong đáp từ trên trời xuống lớn tiếng chào hỏi ba vị đạo hữu nhanh chóng rút lui đi năm con yêu thú này giao lại cho ta hạ hải mừng rỡ như cá gặp nước cứu tinh xuất hiện thật đúng lúc quá tốt rồi thế mà lại có người nguyện ý giúp chúng ta như một cột thiên lôi khổng lồ vàng rực đánh thẳng từ trên trời xuống năm con yêu thú phút chốc văng ra tung tóe mỗi đứa một nơi sức công phá thật là khủng khiếp đến đoạn liền xuất hiện thiện ác sinh âm dương biến nhân quả nghịch sinh tử hoán một linh vật nửa phật nửa quỷ khổng lồ hiện lên từ diệp phong lúc này ánh mắt cậu sắc lẹm khẽ nhẩm câu thần chú thần thông thiện ác phật đà lập tức nửa quỷ rực lên linh khí tín đầu lâu trông thật đáng sợ u ám lũ sói thấy liền rén ngang ông đi chân lạnh toát vội vã hoảng loạn kiếm đường lui nào ngờ dưới tác động của mặt quỷ chúng trở nên tàn bạo mất kiểm soát xông vào tự tương tàn sát câu xe lẫn nhau thay chất thành đống ba đệ tử nội môn hắc ma giáo thấy thế mặt cắt không giọt máu vô thượng thần thông thật khủng bố cái này cũng quá mạnh rồi chúng ta đi mau thôi tiểu tử này quá kinh khủng liên tính bài chuồn lẹ để bảo toàn tính mạng diệp phong lúc này như bị nhập lạnh lùng điều khiển mặt phật ai cho phép các ngươi rời đi dứt lời kích hoạt thần thông phần thiện ánh mắt thâm trầm thấu hiểu nhân gian lập tức ba đệ tử nội môn hắc ma giáo như được giác ngộ liên tục lẩm bẩm ta hiểu rồi ta hiểu rồi lại quay ra tự xỉ vả bản thân loại bại hoại như chúng ta đáng chết ta vốn muốn hướng thiện, chỉ có chết mới có thể trục tội. Hóa ra cách sử dụng của thần thông thiện ác Phật đà này là như vậy, chính là thôi miên khiến đối phương trở nên hung hăng háo chiến tàn sát lẫn nhau hoặc tự vấn bản thân hối hận mà tự hủy, Diệp Phong căn bản không phải đụng tay đụng chân. Sở trưởng lão quỳ trên tấm thảm bay, dù như cầy sấy van xin Diệp Phong, ngươi trước tiên hãy thu hồi thần thông đi, thiện ác Phật đà này đáng sợ quá. Diệp Phong bèn thu hồi món bảo bối, thở phào một cái chán trường hỏi Sở giả, chẳng lẽ ngươi cũng bị ảnh hưởng sao? Sở trưởng bèn hỏi, Diệp Phong, ngươi có phải còn chưa hiểu rõ thần thông này của mình đúng không? Diệp Phong ngưng áp bình thản mà đáp: đúng thế, thần thông này là lần đầu tiên ta sử dụng. Sở trưởng lão trầm tư tâm sự: sống lâu như vậy, ta cũng đã gặp qua một số loại thần thông, nhưng loại thần thông bỏ qua thiện đạo pháp tắc này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta đoán thiện giả sinh ác sẽ mất đi lý trí, công kích lẫn nhau; ngược lại ác giả sinh thiện cũng sẽ mất đi lý trí, sẽ lựa chọn tự sát. Diệp Phong gật gù, thì ra là như thế, xem ra phải thử nhiều hơn một chút mới được bỗng dưng hệ thống tinh tinh hiện lên thông báo phát hiện thiên đạo lệnh diệp phong ngạc nhiên thiên đạo lệnh sao chẳng lẽ mấy người này là từ thiên đạo chiến trường đi ra ư không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn trong đầu diệp phong vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cậu và lạc thiên tuyết lên đồ tranh xả cưỡi xế hộp sang trọng lượn lờ hòng gió nghĩ tới đây thôi là mặt mũi cậu đỏ tía tay ngại ngùng phấn khích thầm nghĩ đã có hai khối thiên đạo lệnh cuối cùng cũng có thể đưa lão bà đi cùng thấy tấm lệnh bài trên tay diệp phong sở trưởng lão không giấu nổi lòng hiếu kỳ liền hỏi Diệp Phong lệnh bài này là gì? Diệp Phong vui vẻ đáp, đây là thiên đạo lệnh. Sở trưởng lại càng thêm tò mò, thiên đạo lệnh ư, vậy những thứ khác không cần sao, Diệp Phong lắc đầu đối với ta đó chỉ là rác rưởi. Trong đám đệ tử nội môn hắc giáo phái tự xử thảm hại vô cùng, nói chung chỉ là một đám phế vật quả thật không có gì đáng để cậu lưu tâm. Sở trưởng lão cạn lời, rác rưởi sao, bảo vật hay linh thạch tên này đều chỉ coi là rác rưởi. Sở lão nghi ngờ nhân sinh tam quan lịch lạc cả rồi, có vẻ như ta cần phải định nghĩa lại thứ rác rưởi này sở trưởng lão vừa hì hục đẩy linh khí phi hành đưa diệp phong phóng đi như tên trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc liền hỏi cậu diệp phong vậy ngươi ngoại trừ thần thông thiện ác phật đà kinh khủng kia còn ác chủ bài gì khác không diệp phong cũng thật thà bật mí còn có kiếm tâm chi cảnh tử vong kiếm ý có tính không sở trưởng giật mình kinh ngạc ngươi lại còn là kiếm tu nữa diệp phong phủ nhận ngay ta không phải kiếm tu ta chỉ là người khuân vác kiếm ý thôi sở lão lại thốt lên chẳng lẽ cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý diệp phong lại lắc đầu không phải dứt lời liền đặt vấn đề ngược lại với sở lão cho dù ta là kiếm tu thật thì đã sao chứ ta cảm thấy cho chó ăn mảnh vỡ kiếm ý mới là thứ ta đáng khoe khoang nhất cầu tử ta nuôi đã cảm ngộ được kiếm tâm chi cảnh nó sẽ trở thành đệ nhất kiếm cầu trên huyền thiên đại lục bỗng diệp phong suýt vang hỏi linh khí phi hành nhanh nhẹn tóm lấy một góc hét toáng lên sở lão mau đỡ lấy linh khí phi hành chỗ ngồi sắp lật rồi lão già này tâm hồn lại treo ngược cành cây rồi không tập trung gì cả dọa chết ông đây rồi đang nghĩ cái gì không biết sở trưởng lão bây giờ sốc tận óc rồi đậu má cho cũng có thể đột phá đến kiếm tâm trí cảnh cho dù cho ta một vạn miếng mảnh vỡ cũng không đột phá được chẳng lẽ ngộ tính của ta còn không bằng một con chó ư tấm lệnh bài kêu in ỏi sở trưởng lão tạm ngưng lại quay sang bảo diệp phong thạch thần phong dùng ngọc bội truyền âm liên lạc với ta diệp phong vừa được phen hú hồn chim én đang hoàn hồn uể oải nói cho hắn biết rửa sạch cổ trở đi sáu ngày sau ta muốn hắc ma giáo của hắn biến mất khỏi huyền thiên đại lục lúc này trong đại điện hắc ma giáo giáo chủ hắc ma giáo thạch thần phong vô cùng tức giận lên cơn tam bành đập phá bát đũa lão thất phu sở Hồng sơn hắn lấy đâu ra dũng khí mà lại dám khiêu chiến với ta dứt lời ra lệnh cho cấp dưới truyền lệnh của ta triệu tập tất cả các giáo đồ trở về ta ngược lại càng muốn xem thử sở hồng sơn có bản lĩnh gì lại muốn tiêu diệt hắc ma giáo lúc này tại thiên cơ các thiên cơ các thập nhị trưởng lão đại trưởng lão tôn lập bỗng lên cơn đau nhức mệt mỏi long thể bất an tên đệ tử thấy vậy lo lắng vô cùng liền lên tiếng hỏi thăm đại trưởng lão tôn lập vừa lau mép vừa lầm bẩm thôi diễn thiên cơ 6 ngày sau, Hắc Ma giáo sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Huyền Thiên đại lục, đây là số mệnh đã định. Mấy lão tử khác liền ồn ào xôn xao, cái gì vậy bí bảo của thiên cơ các chúng ta thì làm sao bây giờ, chúng ta phải đi lấy lại. Giáo chủ Hắc Ma giáo Chu Sùng Sơn phải trả giá lớn để mượn bí bảo kỳ hạn 3 năm, thời điểm chưa tới, nếu thu hồi sớm chỉ sợ Chu Sùng Sơn sẽ trở mặt. Giả Lăng Tuyết nghe náo nhiệt liền lại gần ngó nghĩa. đây chính là trưởng lão của thiên cơ các sao, tới thiên cơ các đã lâu. Ta cảm giác đại trưởng lão đối với ta vẫn chưa đủ coi trọng, lập tức vướng phải biểu tình của các lão tử tài nguyên của thiên cơ các đều là của ngươi tất cả trưởng lão đều sùng ái ngươi cũng sắp thành tổ nãi nãi của thiên cơ các đến nơi rồi mà lại còn kêu chưa đủ coi trọng ư tôn lập riêng gì long khom nhón từng bước đi lại miệng lẩm bẩm chúng ta phải lấy lại bí bảo trong vòng 6 ngày nếu không sẽ tổn thất rất lớn ta lại dùng khuy thiên kính lần nữa xem ai thích hợp đi vậy giả dạ lăng tuyết thầm nghĩ khuy thiên kính ư một trong tam đại bí bảo đỉnh cao của thiên cơ các nghe nói mỗi lần thăm dò thiên cơ sẽ phải tiêu tốn nhiều năm tuổi thọ thật sự là vất vả cho đại trưởng lão nghĩ vậy bèn hồ hởi sung phong đại trưởng lão hay là để cho ta chơi a à nhầm vận dụng khuy thiên kính đi tôn lập lập tức phản đối hồ nháo ngươi chính là tương lai của thiên cơ các vận dụng khuy thiên kính nếu như xảy ra sơ suất thì làm sao bây giờ giả lăng tuyết tự tin yên tâm ta có nhân quả đạo văn rồi vừa nói vừa tạo ra vòng tròn âm dương tỏa linh khí đỏ rực như vòng lửa đại trưởng lão kinh ngạc vô cùng nhân quả đạo văn ư ngươi vậy mà lại có nhân quả đạo văn sao mau để cho ta xem một chút Nhân quả đạo văn này ngươi rốt cuộc có thể nhận bao nhiêu nhân quả lực rứt lười sán lại gần coi thử thái độ khẩn trương hiếu kỳ vô cùng giả lăng tuyết thuận tay tức giận tát đại trưởng lão một cái mạnh tới nỗi méo cả miệng lão già biến thái này còn không mau tránh xa bổn cung còn đòi sờ soạng nhìn ngắm gì phóng sự việc này về sau giao cho nữ trưởng lão phụ trách không nói cũng đoán được sau phát trời đánh kia thật không ai dám giành phần với cổ nữa giả lăng tuyết làm bài kiểm tra nhân quả xong liền hỏi đại trưởng lão vừa mới ăn phát tát lệch mặt đại trưởng lão ta nhân quả đạo văn của ta có phải rất bình thường hay không? Tôn Lập ê ẩm mặt mày, trong lòng khó chịu ấm ức, ông trời có phải chơi không đẹp không, quá bất công rồi, liền phản bác lại dạ lăng tuyết, rất bình thường ư. Ừ. Bình thường chỗ nào chứ, dứt lời đau lòng chỉ vào kính thiên văn, ngươi có biết ta tiêu tốn bao nhiêu tuổi thọ và thời gian cho một lần thúc dục huy thiên kính hay không? Nhưng với nhân quả đạo văn này, cho dù ngươi dùng huy thiên kính lần một ngày cũng giống như chơi, sẽ không bị nhân quả phản phệ, cũng sẽ không hao tổn một chút tuổi thọ nào. Giả dạ lăng tuyết đắc chí, còn gì bằng nữa, Năng lực này chẳng phải quá bá đạo rồi sao? Thì ra nhân quả đạo văn của ta lợi hại như vậy. Nghĩ bụng liền cười tủm tỉm, ta rõ ràng không phải tầm cỡ bình thường nữa rồi, lại nghĩ bụng biết ơn Diệp Phong, sư tôn quả thật là đỉnh. Đại trưởng lão rối rít kêu đám gia nhân lão tử khác của Thiên Cơ Các, mọi người nghe lệnh, từ hôm nay trở đi các ngươi phải hầu hạ thánh nữ như tổ nãi nãi, nàng ta mới là bảo vật lớn nhất của Thiên Cơ Các chúng ta. Giả dạ Lăng Tuyết chuẩn bị nghịch huy thiên kính, đại trưởng lão dặn dò cẩn thận, dù sao đây cũng là bí bảo báu vật của Thiên Cơ Các. Giả Lăng Tuyết ôm nó lên vui vẻ, vậy ta cầm nó đi chơi đây, hoàn toàn không để tâm lời đại trưởng lão. Đại trưởng lão gớt nước mắt, "Văn này đừng làm rơi nó, cái này là để cho ngươi cha xét, không phải để chơi." Nửa tiếng sau, đại trưởng lão nói, "Theo ghi chép cha xét, Khuy Thiên Kính nhắc nhở, ngươi có thể đi tới Hắc Ma giáo chính là thánh nữ, Đãn Chu Thông ngươi phải bảo vệ thánh nữ thật tốt." Đãn Chu Thông lo lắng, "Đại trưởng lão hay là phái thêm vài trưởng lão nữa đi, an toàn của thánh nữ không thể mất được." Đại trưởng lão phủi tay, "Không cần, Chu Thông các ngươi mau đi đi. Chu Thông thấy vậy lò dò đi ra, vẫn tự vấn không biết một mình ta có thể làm được không. Một trưởng lão khác trông thấy ghi chép dài như cuộn giấy vệ sinh, à nhầm dài như cái sớ vô cùng ngạc nhiên, đại trưởng lãi vì sao ghi chép lần này lại dài như vậy chứ? Tôn Lập chỉ trầm ngâm mặt mày dầu dĩ, tính sai rồi tính sai rồi, mà rốt cuộc là sai chỗ nào mà đại trưởng lão lại trầm cảm ngang vậy? Lập tức mọi người lo lắng theo, cái gì như vậy chẳng lẽ thánh nữ sẽ xảy ra chuyện sao? Đại trưởng lão run rẩy, thú nhận đại họa đến rồi, Dạ Lăng Tuyết ư, chuyện quái gì xảy ra với nàng ta được chứ? Đám người thiên cơ các mới là có chuyện này. Nàng ta đã tra xét 66 lần, liền hỏi các ngươi có biết nàng ta dùng khuy thiên kính nhiều lần như vậy để làm gì không? Mọi người đều vô cùng tò mò, chuyện gì vậy, khó vậy sao mà đoán. 65 lần, lại lần nữa đại trưởng lão nhấn mạnh, bùn rùn hết chân tay mà rằng, nàng ta đã dùng khuy thiên kính tra xét 65 lần tin đồn của chúng ta. Ngoại trừ lần đầu nghiêm túc dùng, những lần sau toàn bộ đều ra chúng ta, ngay cả quần lót của chúng ta đều bị tra xét không còn gì. Bây giờ ai nấy có tật giật mình, đều rén ra quần rồi, nàng ta đã tra ra cái gì vậy? Đại trưởng lão lập tức mở tòa phán xét công khai, nào là nàng ta đã tra hôn nhân của ngươi, ngươi đã ngoại tình 177 lần. Nào là nàng ta đã tra xem nhi tử của ngươi không phải là con ruột của ngươi mà là của hắn, vậy là trực tiếp đốt nhà còn gì? Huynh đệ tương tàn, nào là nàng ta đã tra xét biệt danh của ngươi là cổ nhi đàn, toàn là mấy bí mật động trời đều bị phơi ra hết rồi. Nhưng thảm nhất vẫn là Chu Thông, trong 3 năm tới vọng xuân lâu 1095 lần, giả danh lừa bịp 93 lần, có bốn đứa con hoang, thật là một tên lưu manh chơi bời vô độ mà, ấy thế lại bị vạch mặt rồi thật nhục quá đi. Đại trưởng lão lại bàn thêm đây chính là nhân quả đạo văn đấy, dùng nó thăm dò bát quái thì không khác gì đại pháo mũi, thật sự là bại gia mà. Bại gia gì, đây chính là đốt nhà, đại trưởng lão, lão đây rõ ràng đang xử tử hình công khai mà, trong lòng tự nhủ may mà Chu Thông không ở đây, không thì hắn không có lỗ mà chui mất lúc này chu thông và dạ lăng tuyết đang phi hành như bay đến hắc ma giáo dạ lăng tuyết thích chí bật mí với chu thông chu trưởng lão lúc đó ta còn tra xét ghen kiểu tóc địa trung hải của ngươi có nguồn gốc từ ngoại công ngươi chu thông khi này nghe đủ đau đầu rồi mấy kiến thức này như mớ bòng bong căn bản hắn không quan tâm tại sao trên trời không có khe hở để ta chui vô chứ miệng liên chặn họng dạ lăng tuyết đủ rồi đủ rồi thánh nữa sức mạnh của nhân quả đạo văn không phải dùng như vậy ngài đây là đang bại gia đến đoạn chu thông mới ngộ ra tên tiểu tử có năng lực bại gia cái gì cũng có thể dùng phung phí diệp phong liên hốt hoảng quay sang nhìn dạ lăng tuyết không phải chứ đợi đã đừng nói với ta là thánh nữ ngài có biết một người tên là diệp phong không dạ lăng tuyết lè lưỡi tinh nghịch trêu đùa cái này hắc hắc lăng tuyết không biết nha chu thông vậy cũng tin thở phào nhẹ nhõm không biết vậy là tốt rồi cùng lúc này ở một bên khác hệ thống hiện lên thông báo cho diệp phong chúc mừng ký chủ nhị đệ tử dạ lăng tuyết bại gia thành công ban thưởng 800 điểm bại gia công 200 kim tàm tinh diệu thạch diệp phong đang ngái ngủ liền bừng tỉnh dậy vô cùng ngạc nhiên nhị đồ đệ lại có tiền độ như vậy sao